Bữa nay mình học tiếp bài 4 của chương 8. Hôm rồi mình học bài 3 là nói về Teresa ha, Teresa làm cái nghề bảo mẫu. Rồi mình có học về một chút xíu những cái thông tin về vấn đề di dân qua bên Na Uy. Rồi thư viện, hôm nay mình học qua chương bài 8. Ok, nói về Nikos nha. Ok, bắt đầu nha mọi người nha. Nikos a servitor. Nikos a servitor. Có nghĩa là Nikos là cái người phục vụ hầu bàn nha. Ok, bây giờ thầy đọc qua cái đoạn này rồi có gì mình cùng dịch nha. Bianca scrive isun vok avis. Novin hun interview Nikos. Hun treffa ham etter jobben. For ten lit om day sen. Vu for kom du hit. I had last job by jay i en bank. Men land that fix economic problems. O jay mister jobben. Etterpå jobber jeg en stund i en bar. Men baren gikk konkurs, og da ble jeg arbeidsledig. Og så flyttet du til Norge? Ja, en venn av meg har en restaurant her, og jeg fikk jobb hos ham. Når kom du hit? Thầy dịch nha. Bianca skriver i sin bok avis. Skriver có nghĩa là viết. I có nghĩa là ở trong đúng không nào? Avis là cái tờ báo. Ở đây muốn nói là Bianca là biên tập viên hoặc là phóng viên cho cái tờ báo Sunvok các bạn nhé. Viết trong một cái tờ báo có nghĩa là cái người đó là nhân viên của cái tờ báo đó, của cái tòa soạn đó. Và cái công việc của người đó thì tất nhiên mình gọi là phóng viên. Bianca skriver i Sunvok avis có nghĩa là Bianca là biên tập viên ở trong cái tòa soạn của báo Sunvok. Novin Hun interview Nikos. Bây giờ thì cô ấy muốn phỏng vấn Nikos. Interview là phỏng vấn nha. Nó giống giống chữ trong tiếng Anh đúng không? Interview, các bạn nhìn có thể hình dung đã được nó là chữ gì rồi. Interview là phỏng vấn. Bây giờ cô ấy muốn phỏng vấn Nikos. Hun treffer ham etter jobben. Cô ấy gặp anh ấy sau công việc, có nghĩa là sau giờ làm việc đó các bạn nha. Mình phải hiểu theo nghĩa như vậy. Hun treffer ham etter jobben. Etter jobben nó là một cái cụm từ, mình cũng nên tập làm quen với nó. Etter jobben tức là sau cái công việc. Thí dụ mình muốn nói với mọi người rằng sau công việc thì tôi sẽ về đi đón con, hoặc là tôi sẽ đi chợ, vân vân ha, hoặc là tôi có hẹn hò đi đâu gì đó, thì mình có thể dùng cái câu này. Jag träffar ham efter jobben. Jag hämtar mina barn efter jobben. Ví dụ như vậy, tôi đi đón con sau giờ làm việc. Efter jobben. Bây giờ Bianca sẽ phỏng vấn Nikos nhé. For 10 lit om day sen. For 10 lit om day sen. Chữ for 10 này nó từ cái động từ o for 10 lê. Là kể đúng không? O for 10 lê. Là kể, tức là to tell đó. Động từ to tell là kể nha. Thì khi mà mình dùng, mình đổi nó qua mệnh lệnh cách, thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ chữ e này đi nhé. Thì nó gọi là for ten, tức là hãy kể, tức là nó tương đương với trong tiếng Anh là let chấm chấm chấm, chủ let talk ví dụ vậy, hay là let go ví dụ như vậy. Đây là một cái dạng mình gọi là chuyển đổi từ động từ qua mệnh lệnh cách nhé. Thí dụ for ten là thì mình sẽ bỏ chữ e đi. Ví dụ như vậy, hoặc là mình có động từ osita, ví dụ ngồi, thì khi đổi qua mệnh lệnh cách thì nó sẽ bỏ chữ e đi, nó gọi là sit. Thí dụ như là mình nuôi một con chó và mình đang dẫn nó đi ngoài đường, cái mình gặp khách mình đứng lại nói chuyện đúng không, mình mới nói với nó, con chó ngồi xuống, sit nè, hoặc là mình chỉ nói là sit, sit, là con chó nó nghe cái chữ này,
thì nó sẽ ngồi xuống. Ví dụ vậy, đó là mệnh lệnh cắt nha, mình ra lệnh đó. Đó là cái cách để mình ra lệnh. Thì for ten có nghĩa là yêu cầu người nào đó hãy kể một chút về bạn. For ten lit om day sen. Wherefore come do it? Tại sao bạn đã đến đây? Bạn đã tới đây. Why did you come here? Wherefore come do it? Các bạn để ý, cái động từ come là quá khứ. Tại vì Nikos đã tới Na Uy từ lâu rồi nha các bạn. Cho nên ở đây dùng thì quá khứ. Nikos trả lời, I have lost your birthday in bank. Ở Hy Lạp, tôi đã làm việc trong một ngân hàng. Ở Hy Lạp, tôi đã làm việc trong một ngân hàng. Các bạn để ý trong tiếng Na Uy rất là thông thường khi động từ dùng ở thì quá khứ thì thường nó kèm theo một cái cụm từ hoặc là một chữ nào đó liên quan tới vấn đề về thời gian hoặc là nơi chốn, rất là thông thường nhé. Thí dụ như là Igor, ví dụ là ngày hôm qua đúng không? Job bet dài chấm chấm chấm. Ngày hôm qua tôi đã làm việc ở đâu đó nha. Hoặc là mình ở trong câu này mình thấy là I had last, tức là ở Hy Lạp tôi đã làm việc vân vân. Thường là như nó như thế. Tại vì nó là một cái gì đó nó đã hoàn tất rồi, mình gọi là simple past tense. Nó là cái quá khứ mà nó đã hoàn tất rồi, nó không như là cái hiện tại tiếp diễn hoặc là quá khứ tiếp diễn vân vân nhé. Hoặc là thì tương lai sẽ xảy ra, hoặc là thì hiện tại đang xảy ra. Những cái kia thì có thể là mình không có cần kèm theo thời gian. Thí dụ như là hiện tại mình nói một cái câu gì đó hiện tại thì tất nhiên là nó chỉ có thuộc về hiện tại, tức là mình đang làm một cái gì đó. Còn nếu mà thí dụ mình nói về cái gì đó ở thì qua thì tương lai, ví dụ như là tôi đi chơi vào ngày mai, ví dụ vậy, thì thường thường mình sẽ thêm một cái cụm từ nói về thời gian để diễn tả cái việc đó nó sẽ xảy ra. Thì tự động là cái thì, tuy rằng cái động từ ở thì hiện tại nhưng mà nó vẫn chỉ một cái sự việc mình sẽ làm trong tương lai. Tương đương như vậy, khi mà mình nói về một cái việc gì đã xảy ra trong quá khứ rồi, đã chấm dứt rồi. Thí dụ như là tôi đã bán cái món đồ đó lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Ví dụ như vậy, thì mình phải có một cái cụm từ đúng không? Nói về cái sự việc đó nó xảy ra là vào lúc nào. Tôi bị té xe lúc sáng sớm hôm nay. Ví dụ như vậy. Hoặc là tuần trước tôi có gặp anh A ở chỗ siêu thị gì đó, vân vân, đúng không? Thì thường là nó có như vậy. Cho nên các bạn lưu ý cái vấn đề ngữ pháp này nhé. Ở đây là I have lost job bet dai I and bank. Ở Hy Lạp, tôi đã làm việc trong một cái ngân hàng. Mình làm that fix economic scale problem mate. Nhưng mà cái quốc gia đó, tức là nói về đất nước Hy Lạp đó, nhưng mà Hy Lạp đã nhận, ha, đã nhận, nhận tức là to get đó, to receive nha, fix ở đây là to get, đã nhận những cái vấn đề problem mới là những cái problems về vấn đề economic, tức là về vấn đề economy. Thì ở đây mình có thể mình dịch cho trôi chảy trong tiếng Việt là nhưng mà đất nước Hy Lạp đã trải qua những cái vấn nạn về kinh tế. Các bạn còn nhớ cách đây không lâu thì hình như cả chừng mười mấy năm trước thì Hy Lạp trải qua cái thời kỳ khủng hoảng về kinh tế nha, gần như là đổ nợ vậy đó. Thì các nước ở trong khối châu Âu mới hỗ trợ cho Hy Lạp và vực nước Hy Lạp dậy. Đại khái nó là như vậy. Gặp về khủng hoảng kinh tế. Cho nên chỗ này mình có thể mình dịch là những quốc gia đã phải trải qua những cái vấn đề hoặc là nói về khủng hoảng về kinh tế. Các bạn để ý chữ economic, nó thêm chữ e. Tính từ thêm chữ e có nghĩa là nó đang là ở số nhiều. Tại vì cái danh từ tiếp theo problem nó cũng ở thì số nhiều. Nha các bạn nha, các bạn thấy không? Problem là số nhiều. Cho nên economic nó đi theo nó cũng phải là số nhiều. Người ta thường thường thêm e vào sau cái tính từ ở dạng số nhiều. Men làm that fix economic problem. Nhưng mà quốc gia này đã phải trải qua những cái khó khăn về kinh tế.
Oh, yeah, mistake your bun. Oh, mistake có nghĩa là mất nha. Mất mát. Oh, yeah, mistake your bun có nghĩa là tôi đã mất cái công việc đó. Công việc ở trong ngân hàng đó. Khi mà gặp khủng hoảng kinh tế thì kinh tế đi xuống, các ngân hàng đóng cửa và tôi bị thất nghiệp. Tôi mistake your bun. Tôi đã mất cái công việc đó. At the pole, your bed day and stood in bar. Sau đó thì tôi đã làm việc một thời gian, and stood tức là một khoảng thời gian ở trong một cái quán bar. Một cái quán bar là mình có thể mình dịch là quán rượu đó nha. Đây là một cái hình thức mới ở Việt Nam thì chưa có phổ biến lắm. Thường hay mình hay gọi là những cái club, là những cái câu lạc bộ vô đó uống rượu rồi nhảy nhót này kia. Nhưng mà quán bar đó thường thường người ta chỉ vô người ta ngồi uống rượu uống bia thôi rồi trò chuyện với nhau thì nhiều, không có dancing nha, thường là không có dancing. Có thể là phục vụ ăn uống hoặc là có người lên đàn hát gì đó thôi, nhưng mà thường là không có dancing. Những cái club câu lạc bộ thì nó rộng rãi hơn. Sau đó thì tôi đã làm việc một thời gian ở trong một cái quán rượu, quán bar. Nhưng mà cái quán bar này cũng viết concurs. Viết là từ cái động từ to go đúng không? Ô go. Viết concurs. Concurs ở đây là bị phá sản. Bị phá sản. Trong tiếng Anh nó gọi là bankrupt á. Bankrupt. À, thầy cũng không hiểu tại sao ở trong cái ngôn ngữ Tây phương khi họ diễn tả cái này thì người ta dùng cái chữ go bankrupt. Có nghĩa là mình hiểu rồi ha. Mấy cái vấn đề mà phá sản nó đâu có chân đâu mà nó đi. Nhưng mà mình phải hiểu cái điều đó. Có nghĩa là họ diễn tả. Cho nên các bạn nhớ tại sao người ta không dùng động từ to be nhỉ? Thí dụ như là nhưng mà cái quán bar đó thì was concurs. Ví dụ was bankrupt. Thầy thật sự thầy cũng không hiểu. Nhưng mà đó là một cái cách diễn tả. Có thể nó diễn tả một cái quá trình hình thành rồi cái quá trình hoạt động nhé. Nó giống như là nó đi từ cái giai đoạn này tới giai đoạn khác của một cái công ty. Ví dụ vậy. Các bạn hiểu ý thầy không? Cho nên có thể là người ta dùng cái động từ to go ở đây để nó diễn tả cái quá trình đi lên đi xuống của một cái công ty. Cho nên nó dùng cái động từ to go. Go bankrupt thì đổi qua quá khứ nó sẽ là dick. Men bà đang dick concurs có nghĩa là nhưng mà cái quán rượu này thì rồi bị phá sản. Oda blejai arbais là đi. Và rồi thì các bạn để ý cái chữ đa chỗ này thì nó không có phải là cái từ Hoa Mỹ và nhé nè này kia nữa nha. Nhưng mà nó đang nói về một cái vấn đề nó đã thuộc về quá khứ. Người ta cũng thêm vào để mà nó biểu thị cho cái vấn đề về thời gian. Nha. Thường thì thầy nói từ đầu rồi, khi mà một cái động từ gì đó thuộc về quá khứ thì thường thường nó sẽ đi kèm theo một cái cụm từ về thời gian. Thì cái chữ đa này nó sẽ đại diện cho cái chỗ đó, tức là người ta không nói rõ hẳn ra nó là cái thời điểm nào nha, ngày hôm qua, tuần trước hay là năm rồi hay là cách đây 2 năm vân vân, người ta không nói rõ ra thì người ta có thể dùng cái từ đa. Và vào cái thời điểm đó mình có thể dịch là như vậy. Vào thời điểm đó nhé. Ví dụ như vậy, chữ đa này nó không phải là cái từ Hoa Mỹ thêm vào một cái câu giống như là nhé, nè, bạn đi cùng với tôi nhé, vân vân, đúng không? Thì thường thường có chữ đa. Nhưng mà ở đây mình hiểu nó là nó thay thế cho một cái thời gian mà không có cụ thể lắm. Ví dụ ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là tuần trước, mà nó là vào cái thời điểm đó thì tôi đã trở nên Arabize lè đi là trống. Arabize là công việc. Chỗ này là nói về cái sự trống trải của cái công việc, có nghĩa là bị thất nghiệp. Mình đang đi làm thì mình là Arabize, nhưng mà khi mà mình bị thất nghiệp thì nó gọi là Arabize lè đi. Arabize lè đi tức là unemployed. I became unemployed. Các bạn nắm chỗ này chưa? Also fluted tin Noria. Và rồi thì bạn đã di chuyển tới Na Uy đúng không? Tức là ý của Bianca hỏi là bởi vì bạn thất nghiệp, bạn không có việc làm, cho nên bạn đã chuyển qua Na Uy sống đúng không?
Đối với người Hy Lạp thì vấn đề chuyển qua Na Uy sống và làm việc là một chuyện rất là dễ dàng, tại vì Hy Lạp thì ở trong khối EU, trong khối Liên hiệp châu Âu, và Na Uy tuy là không thuộc trong khối Liên hiệp châu Âu nhưng mà họ lại có một cái hợp đồng, một cái thỏa thuận với lại các nước ở trong khối châu Âu. Ví dụ về vấn đề đi lại, khi mà Na Uy, người Na Uy vào các nước ở châu Âu thì không phải xin visa, và ngược lại thì Na Uy cũng phải mở cửa để đón nhận những cái người đó vào trong đất nước Na Uy. Thì thành ra có cái sự thoải mái di chuyển như vậy, cho nên họ hỗ trợ nhau về mọi mặt. Ví dụ như là người ở các nước trong cộng đồng châu Âu cũng có thể vào Na Uy làm việc. Và người ở Na Uy, thí dụ như thầy chẳng hạn, thầy không thích làm việc Na Uy nữa, thầy qua bên Pháp, bên Đức thầy làm việc, các chính phủ bên đó cũng cho phép. Ví dụ như vậy. Hoặc là nói về vấn đề học vấn đi, thì tất cả những người thành viên ở trong các quốc gia ở trong khối Liên hiệp châu Âu đó có thể vào Na Uy đăng ký học đại học không vấn đề gì hết và không có tốn kém gì hết, trong khi du học sinh Việt Nam đúng không? Qua Na Uy muốn học thì phải làm đơn xin rồi nếu được mới vào, hoặc là phải vào trường tư thế này thế nọ. Chứ còn những cái người mà ở trong Liên hiệp châu Âu có thể vào đây thoải mái để du học không vấn đề gì hết nha. Nó thoải mái lắm. Nhiều khi nó cũng không có đòi hỏi là phải có cái chứng chỉ tiếng Na Uy nữa. Rồi, tiếp nhé. Và rồi thì bạn đã di chuyển tới Na Uy đúng không? Vâng. Yeah. En ven av mig har en gräs restaurant här. Một người bạn của tôi, a friend of mine, a friend of mine. Har en gräs, gräs là tính từ của chữ Hellas. Hellas là nói về cái quốc gia Hy Lạp nha. Gräs thì có tính Hy Lạp, thí dụ như là Việt Nam, rồi mình có Vietnamese, America thì mình có American khi nói về tính từ. Ở đây muốn nói là có một cái nhà hàng Hy Lạp, a Greek restaurant. Một người bạn của tôi có một cái nhà hàng Hy Lạp ở đây. Ojai fik job hus ham, và tôi đã được nhận một cái công việc ở chỗ anh ấy. Có nghĩa là cái người bạn đã nhận anh chàng Nikos này vào làm việc ở tại Na Uy này. Anh ta có một cái nhà hàng Hy Lạp ở trên phố đó, và anh ta đã đưa Nikos vào làm việc ở chỗ anh ta. Ojai fik job hus ham. Nor com du hit. Vậy thì bạn đã tới đây khi nào? Khi nào? When did you come here? Ok ha, mình học xong trang 106. Các bạn có thắc mắc gì về cái trang 106 này không? Trước khi mình qua 107. Em bảo này, nãy anh có nói là cái thời quá khứ trong tiếng Na Uy thường người ta sẽ thêm thời gian vào. Vậy vậy trong tiếng Na Uy có cái thời nào mà không cần thêm thời gian giống như là thời hoàn thành của tiếng Anh không? Thì nó cũng giống như trong tiếng Anh vậy Nó ha. có hả? Thí dụ như là mình có quá khứ phân từ hoặc là hiện tại, quá khứ hiện tại tiếp diễn hay gì đó ha, thì nó có. Thí dụ như là tôi đã từng đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi đã từng, mình nói cái việc gì đó nó xảy ra nhiều lần ở trong quá khứ, thì tất nhiên là mình không thể nào mình nêu cái cụ thể thời gian được. Tôi đã từng ha, thì nó Ok. sẽ gồm có động từ, trợ động từ, ví dụ động từ to do hoặc là to have ở trong tiếng Anh, thấy không? I have done, ví dụ như vậy, hoặc là I have gì đó, rồi nó thêm cái quá khứ phân từ nữa nhé, ví dụ như vậy. Vâng ạ. Cái đó mình sẽ học tới sau nha. Hiện tại thì bây Dạ. giờ mình học về cái quá khứ hoàn thành, nó đã chấm dứt rồi thì thường là nó phải thêm cái đó. Em cảm ơn. Rồi, mình học tiếp nha. Các bạn mở qua trang 107. Tiếp tục cái câu chuyện. Thì Bianca hỏi, bạn đã tới Na Uy khi nào? Nico trả lời, Forneston to Old Sedan. Đến nơi dọc bên Posun Vot, phía dây, Fonuan Môn to Sedan. Và dựa đu ha po hotel lá. Dây a xe vi thơ. Dây xe về re phô cốt. Ôi dây rượt đơ. Ô vào xe bù rè nè. I restaurant tên dọc bê đu hèn thi nay dây dọc bê đen thi
Giờ dọc bơ si ca siêu ở thì mê y ư ca. Nguồn găng gơ. Dọc bơ extra o se vera lunch a lơ mi tắc. Giờ dọc bơ o so lít y bà rân. Phú phó dọc bơ đu đen thi. Giờ student o so. Giờ student economy. Lì ca đu đé. Giờ đá interessant. Mình đam mì ở là rè. Bơ kê nè aponos o engesk. O đá a ikke antilett jeg forstår ikke annet og jeg må lese bøkene mange ganger. Men stopp er det nå. Bây giờ mình dịch cái này đã. Nico trả lời for nesten 2 år siden, tức là for nearly 2 years ago. Cái chữ nesten là nearly nhá. Nearly. Cũng gần 2 năm trước đây rồi. Cũng gần 2 năm trước đây. Den nó dọc bên Posun Vot. Phiết dây for nuen môn tơ xì đân. Cái công việc ở tại cái Sunvot này, tức là cái Sunvot Hotel đó các bạn, cái khách sạn Sunvot, thì tôi đã nhận nó cho một vài tháng trước đây. Dịch xuôi có nghĩa là còn cái công việc mà tôi đang làm ở Sunvot này thì tôi mới vào làm được vài tháng nay thôi. Một vài tháng nay thôi. Ví dụ như vậy. Dịch là this job at Sunvot I got a few months ago. Nhá các bạn để ý cái chỗ này. À, hình như là mình đã học cái cụm từ này rồi đúng không? Là for. Sidan. Cái chữ Sidan này nè. Trong tiếng Anh nó có nghĩa là since. À, cách đây bao lâu nhá. Thì các bạn có thể dùng cái cụm này. Từ này, thí dụ là cách đây 2 ngày, for 2 đạt nghe siden. Ví dụ như vậy. Hoặc là en ư ke siden cách đây 1 tuần. Trong tiếng Việt mình có chữ for và chấm 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 siden này, mình có thể dịch là cách khoảng nhé. Cách đây bao lâu đó. For next 2 siden là cách đây gần 2 năm. Đền nó dọc bên Posun Vô Phích Giai for nu and monte siden. For nu and monte. Các bạn để ý cái chữ mồ nè, mồ nè đờ. Thì khi mà đổi qua số nhiều, ở đây nhiều người họ hay đọc là mồm tê. Có thể là nó bắt nguồn từ cái cách đọc của người Đan Mạch ngày xưa. Đây là tháng. Và đây là nhiều tháng. Nha. Cái này đọc là mồ nè. Viết như thế nào đọc như thế. Mồ nè, âm đê câm nha, đọc là mồ nè. Nhưng mà cái chữ này thường nếu mà mình theo cái quy tắc của tiếng Na Uy thì mình sẽ đọc là mồ nè đờ, đúng các bạn, mồ nè đờ. Nhưng mà đa số người ta ở đây đó thì người ta hay đọc là mồn tơ. Monter. Monter. Thì tùy các bạn nhé. Các bạn theo đại đa số đó thì người ta sẽ đọc là Monter. Còn các bạn đọc là Monader, người ta cũng hiểu. Thầy nghĩ rằng Monader nó sẽ là cái cách phát âm đúng nhất trong tiếng Na Uy. Nếu mà nói thuần tiếng Na Uy đó, tức là viết sao đọc như vậy. Còn nếu mà mình theo cái lối phát âm cũ, người ta quen miệng rồi đó, thì người ta cứ gọi nó là Monter. Cái đó tùy các bạn nhé. Và giờ du ha po hotelet, bạn đang làm cái gì ở đây trong cái khách sạn này? Bạn đang làm gì ở đây? Là what do you do here at the hotel? Bạn đang làm cái gì ở đây trong cái khách sạn này? Jai aserviteur. Jai aserviteur. Có nghĩa là I'm a waiter. Tôi là một người phục vụ. Tôi là một người hầu bàn. Dây xe về ra Frocos. Tôi phục vụ điểm tâm. Ô dây rịt đê. Và tôi dọn dẹp. Ô vaske là lau chùi. Bù rè nè. Y restaurant tên bù rè nè là những cái bàn. Xác định nha các bạn. Ok, xác định. Bù rè nè. Mình phát âm như thế nào? Ad bù. Là một cái bàn. Cái này là thẻ xác định.
thì số nhiều thêm ene. Cái âm d nó câm cho nên mình sẽ đọc là bù rè nè. Ví dụ như các bạn mà chưa biết cách đọc thì thầy phiên âm theo cái kiểu tiếng Việt, bù rè nè, bù rè nè nha các bạn, bù rè nè. Tôi phục vụ bữa ăn sáng, rồi tôi dọn dẹp và lau chùi bàn. Tôi là đi dọn dẹp bàn đó ở trong cái nhà hàng. Cái nhà hàng này, tất nhiên là cái restaurant này nó nằm ở trong cái hotel nha các bạn. Job với do handy, bạn làm việc toàn thời gian chứ? Cái chữ handy là full time. Ở trong tiếng Na Uy nó có hai từ. Thứ nhất là handy. Cái chữ hand này có nghĩa là hôn đó. Nha. Giống như là hôn time vậy đó. Rồi, rồi còn mình còn có một cái từ khác nữa mà nó từ cái tiếng Anh nó ra, tức là full time. Có nghĩa là full time đó các bạn. Ha. Thì các bạn có thể dùng từ nào cũng được. Mình có thể mình dùng cái từ trong tiếng Anh. Hoặc là mình muốn dùng cái từ thuần Na Uy thì mình dùng chữ handy nha các bạn. Thế thì bạn làm việc toàn thời gian chứ, tức là full time đó. Thường công việc full time ở đây có nghĩa là làm 5 ngày một tuần. Và mỗi một ngày như vậy mình làm từ 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Tức là theo cái luật lao động của Na Uy, tức là một tuần mình sẽ làm 37,5 tiếng đối với những người mà làm 7 tiếng rưỡi một ngày, hoặc là làm 40 tiếng đối với những người làm 8 tiếng một ngày. Đó là full time. Nico trả lời nay do dọc bơ đen thi. Mình có thêm một cái từ mới. Đen. Đen thi. Cái chữ đen này nè. Nó có nghĩa là a part of. Tức là một phần thôi. Một phần. Tức là nó không có đầy đủ nha các bạn. Nó là một phần. Thì cái chữ này mình có thể mình dịch là part time. A part time job. Nha, chứ nó không phải là handy nữa mà nó là dainty. Mình có cái động từ đó là odè là đúng không? Là chia ra. Ví dụ như là mình chia một cái bánh, hoặc là mình chia một cái số tiền ra làm mấy phần, vân vân, ví dụ vậy. Hoặc là mình chia tài sản ra. Thì các bạn thấy cái chữ đen này nè, nó cũng có nghĩa là nó không có còn đầy đủ nữa, tức là nó chia ra. Thì cái chữ đen này nè, tức là apart có nghĩa là nó đã bị chia cắt ra rồi, phân chia ra rồi, cho nên nó có cái nghĩa như vậy, có nghĩa là nó không có còn là trọn vẹn, toàn vẹn như là cái chữ hen nữa nha. Thì mình hiểu theo cái nghĩa như vậy, nó là một cái part time. Denti. Dây dọc bơ sika, khoảng chừng, cái chữ sika thầy có nói rồi nhé, tức là khoảng chừng about. Tôi làm việc khoảng 20 tiếng đồng hồ trong một tuần. Iuk. Tôi làm việc khoảng 20 tiếng đồng hồ trong một tuần. Các bạn nhớ là sinh viên du học thì thường thường chỉ được làm việc 20 tiếng một tuần thôi nhé. Lý do thầy nói sinh viên ở đây là tại vì ở dưới mình thấy rằng anh ta trả lời anh ta là sinh viên. Ok ha, cho nên anh ta chỉ làm 20 tiếng một tuần thôi. Thì nếu mà mỗi một sáng anh ta vào trong khách sạn làm đó, thì anh ta chỉ làm có 4 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Tức là làm buổi sáng có thể 4, 5 giờ gì đó là khách sạn bắt đầu phục vụ bữa ăn sáng rồi. Thì anh ta làm từ 4, 5 giờ gì đó cho tới 8, 9 giờ, vân vân. Ví dụ, đó là cái công việc của anh ta là làm bán thời gian. Nuốt gần gơ dọc bơ da extra, thỉnh thoảng hoặc là sometimes thì tôi làm việc extra, tức là làm thêm. Ô xe và ra lunch, là midday, và phục vụ bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn tối. Tôi phục vụ Anh bữa ăn ơi, cho em hỏi chút xíu, chữ CA chấm là viết tắt của từ nào vậy anh? của cái chữ CK nha. Nha, của chữ CK. Mình nhớ cái chữ C này nè. Nha. Rồi chữ K. Trong cái đây là tiếng ngày xưa nha, của cái tiếng tiếng cổ Hy Lạp, xin lỗi, cái tiếng Latin. Thầy nghĩ nó là chữ này nhé, có thể nó là chữ này, thầy chưa nghiên cứu nữa, nhưng mà nó là cái âm của chữ Sika. Và các bạn nhớ là cái chữ
cờ nhé, thì nó đổi thành chữ ca hết nhé. Và cái chữ cô y nè nhé, thì thường thường là mình đọc cái âm sờ, các bạn nhớ không? Cho nên nghe cái âm á, đây là cái cách phiên âm ra của cái chữ này, cái chữ Latin si ca này, có nghĩa là, nhưng mà trong tiếng Na Uy người ta cũng có một cái từ thuần tiếng Na Uy, đó là om tren nha. Chữ này mình cũng đã học rồi, om tren nó tương đương với lại cái chữ si ca trong tiếng Latin này, và khi mà phát âm ra đó thì người ta sẽ đọc là si ca nha, tức là khoảng chừng, about. Rồi, Jesse nắm được chỗ này chưa? Dạ rồi anh ơi. Rồi. Nhiều từ nó từ cái tiếng Latin cổ lắm. Người ta hay sử dụng những cái từ đó, những cái từ. Ví dụ các bạn cũng có thấy cái chữ VS đúng không? Ví dụ trong các trận banh, đá banh giữa đội bóng này và đội bóng kia, người ta cũng hay viết chữ VS và chấm cái, ví dụ vậy. Ví dụ đội Manchester United, bên này là Liverpool đúng không? Đội này đối mặt hoặc là đấu với đội kia, thì nó từ cái chữ versus đó ra nha. Trong tiếng Latin mình còn xài nhiều từ tiếng Latin lắm, thì nó cái từ sika này nè, phát âm là sika, và trong tiếng Na Uy thì nó có cái từ thuần thuần Na Uy, đó là om tren, giống như cái chữ lúc nãy thầy có nói rồi đó. Tiếp nhé, thỉnh thoảng thì tôi có làm thêm, tức là tùy theo cái công việc, nhiều khi chủ khách sạn cần Nikos làm thêm thì anh ta sẽ ở lại làm thêm, và làm thêm cũng có cái gì, thí dụ như là phục vụ bữa ăn trưa, thí dụ như là nhiều khi anh ta làm cho tới 9 giờ sáng nha, là xong công việc của mình rồi, bây giờ trong khách sạn đang cần người, sắp tới 11 giờ ăn trưa nè, bây giờ thiếu người nè, Nikos ở lại làm thêm được không, tôi sẽ trả tiền thêm cho bạn, thì anh ta nhận lời đó, hoặc là anh ta ở lại luôn làm thêm để mà phục vụ bữa ăn trưa từ 11 giờ cho tới 1 giờ trưa, ví dụ vậy. Hoặc là phục vụ bữa ăn tối nữa, nhiều khi anh ta đi học xong rồi sếp gọi Nikos bạn có thể tới đây làm thêm từ 3 giờ tới 6 giờ tối được không, thì anh ta ok tại vì sau giờ học, ví dụ vậy nhé. Thỉnh thoảng thì tôi có làm thêm và phục vụ bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn tối. Dây dọc bữa ổ solid y bà rân, tôi cũng có làm việc một chút ở trong cái quán rượu, ở trong cái quán rượu, tất nhiên ở trong khách sạn người ta cũng có một cái quầy rượu ha, để phục vụ rượu cho du khách hoặc là bia vân vân, và anh ta đã có cái kinh nghiệm rồi, đã từng làm ở trong cái quán bar rồi, cho nên anh ta được nhận thêm làm cái công việc ở đó, ngoài cái công việc phục vụ trong bếp hoặc là ở ngoài cái sảnh nhà hàng ha, bưng bê lau chùi bàn rồi dọn dẹp rửa chén vân vân, thì anh ta cũng có làm phụ thêm một chút ở trong cái quán rượu. Dây dọc bơ solid y bà rân vu pho dọc bơ đu đen thi, tại sao bạn làm việc bán thời gian, tức là tại sao bạn không có làm việc full time mà bạn chỉ làm việc part time. Yeah, student also. Tôi cũng là sinh viên vậy. Tôi cũng là sinh viên vậy. Tất nhiên là sinh viên thì thường thường người ta tập trung đi học là chính và đi làm là phụ thôi nha. Các bạn phải đi học rồi còn phải làm bài tập rồi còn phải lo chuyện này chuyện kia nữa. Cho nên làm sao mà có thể mà đi 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 học 8 tiếng rồi đi làm 8 tiếng được, vân vân như vậy, công việc sẽ rất là mệt mỏi, không có sức để học nữa. Yeah, student also, yeah, studere economy. Tôi đang học ngành kinh tế, economy. Lì cái đu đé, bạn có thích nó không? Tôi là đang nói về cái vấn đề học ngành economy đó, học ngành kinh tế. Bạn có thích nó không? Yeah, they are interesting. Nó thì thú vị, interesting. Cái chữ interesting có nghĩa là interesting. Vâng, nó thì thú vị. Men đa mì ô là ra. Nhưng mà có nhiều thứ để mà học. Đa mì tức là much to learn. Ở đây ô là ra, đây là động từ to learn nha các bạn. Học, học hỏi này kia đó. Nhưng mà có nhiều thứ để mà học. Bøkene aponos og engelsk. Những cái cuốn sách đó thì bằng tiếng Na Uy và tiếng Anh. Oda ikke antillet, cái chữ anti là always. Nhưng mà, và nó thì không luôn luôn dễ dàng. Let, đây là easy. Let, đây là easy nha các bạn. Let, nó cũng có nghĩa là nhẹ. Thí dụ như là mình nói rằng,
cái cuốn sách này nó nhẹ chứ nó không có nặng nhá, thì mình cũng nói là let, hoặc là mình có cái chữ let earn như vậy. Earn là bia, let earn tức là bia, bia nhẹ tức là những cái loại bia mà cái nồng độ thấp á, đại khái nó vậy, nó không có đậm đặc lắm, ví dụ như vậy. Mình gọi là bia lạt đó ha, miền Bắc gọi là bia lạt đúng không, bia nhẹ đó, bia lạt. Thì nhưng mà nó không có nhẹ nhàng tí nào, nó không có luôn luôn nhẹ nhàng. Ở đây mình hiểu theo cái nghĩa là nó không có dễ dàng tí nào. Da ít cơ ông tí lét, tức là nó không có dễ dàng tí nào. Hoặc là mình có thể mình dịch là nhưng mà nó không có nhẹ nhàng tí nào. Tại vì những cái cuốn sách viết bằng tiếng Na Uy và tiếng Anh, có thể anh ta rất là giỏi tiếng Anh nhưng mà chưa có giỏi bằng tiếng Na Uy, cho nên học hành cũng khó khăn, đọc không có hiểu nhiều lắm. Jeffosto Iker Ant, tôi không có hiểu hết tất cả. I do not understand everything, cái chữ aren't tức là everything. Ojemole sẽ bực nên mằng nghe gần ghê, mằng nghe gần. Và tôi phải đọc những cái cuốn sách đó nhiều lần, many times, mằng nghe gần ghê, many times. Kiểu như là tôi phải đọc đi đọc lại thì tôi mới hiểu được. Những cái cuốn sách dành cho sinh viên mà bậc đại học thì tất nhiên là nó sẽ rất là khó, có những cái từ chuyên môn. Và đặc biệt thì anh ta cũng mới tới Na Uy không có được lâu, cho nên tiếng Na Uy cũng chưa có giỏi lắm. Có thể anh ta tiếng tiếng Anh rất là giỏi nhưng mà tiếng Na Uy chưa giỏi lắm, cho nên gặp khó khăn. Các bạn sinh viên mới qua đây du học cũng vậy, sẽ gặp những cái khó khăn như thế này nhá. Ví dụ Tracy vào đại học học thì tất nhiên là trong trường họ sẽ giáo sư, người ta sẽ giảng bằng tiếng Na Uy, đó là một cái khó cho mình rồi. Rồi nhiều cái tài liệu có thể là họ đã soạn sẵn bằng tiếng Na Uy. Ít ai giáo sư chịu khó mà ngồi soạn tài liệu bằng tiếng Anh rồi đưa cho sinh viên lắm. Cho nên thường là tài liệu bằng tiếng Na Uy, rồi nếu mà đã có những cái tài liệu nào có trên sách vở hoặc là trong những cái tờ báo hoặc là trong thư viện nó bằng tiếng Na Uy thì giáo sư cũng sẽ nói các bạn về đọc những cái sách đó vân 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 bằng tiếng Na Uy. Chỉ trừ khi có những cái tài liệu nào bằng tiếng Anh rất là hay, ví dụ của một tác giả nào đó người Mỹ, người Úc, người Anh viết ví dụ vậy, và giáo sư muốn mình đọc những cái cuốn đó để mà mở mang thêm kiến thức đó, thì giáo sư lúc đó mới yêu cầu mình đọc những cái cuốn sách đó bằng tiếng Anh thôi. Chứ còn thật sự là nếu mà có những cái tài liệu nào bằng tiếng Na Uy thì giáo sư thường thường hay hướng dẫn mình đọc những cái cuốn đó. Tại vì người ta đọc dễ hiểu hơn, nó thâm sâu hơn đúng không, trong cái ngôn ngữ của người ta, hơn là mình đọc một cái ngôn ngữ khác, mình lơ tơ mơ lắm. Thường là như vậy. Cho nên tôi gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ và tôi không có hiểu tất cả mọi thứ. Và tôi đành phải đọc những cái cuốn sách đó nhiều lần, đọc lặp đi lặp lại. Ok ha, là tới chỗ đó rồi. Ya de interessant men da mio la re. Bu ke na aponos o enges o da a ik on tilet. Ye fosto ik on o ye mo le se bu ke na mong ga gang ge. Thầy tiếp nha, cái đoạn còn lại của cái trang này. Mendusna ke ven di bra. Vu dan la te du nos. Ye dik ponos kus o ye prove o prata mio nos. Vu dan bli du sent men nurmen. De fick ett gott tips av en vän. Han sa, det är massavis av klubber och organisationer i Norge. Där kan du träffa folk med samma intresse som dig. Jag kontaktade Röda Kors och där träffade jag många hyggliga människor. Nu jobbar jag frivilligt på ett äldre center någon timme i uka. Jag går på tur med två andra män. Någon gång tar jag dem med på fotbollskamp eller på kino. Vi pratar mycket samman. Så bra, lycka till både med jobben och studierna. Tack ska du ha. Thầy dịch nha. Bianca nói, men du snackar väldigt bra. Nhưng mà bạn thì đang nói rất là tốt. Very good. You speak very good. Có nghĩa là đang khen cái tiếng Na Uy của Nikos nhé. You speak very well. Vu đan lọt te du nos. Bạn đã học tiếng Na Uy như thế nào? Vậy thì bạn đã học tiếng Na Uy như thế nào? Tức là yêu cầu Nikos kể về cái quá trình học tiếng Na Uy nó như thế nào. Vu đan lọt te du nos. How did you learn Norwegian? How did you learn Norwegian? How did you learn Norwegian? Jeg gikk på norsk kurs. Tôi đi học
khóa tiếng Na Uy. Tôi đi học tiếng Na Uy. Yagic Ponoskus. Yago Ponoskus. Các bạn nhớ không? Những cái bài đầu mình học. Động từ ở thị hiện tại. Bạn đang đi đâu? Hoặc là bạn đang làm gì? Yago Ponoskus. Tức là tôi đi học tiếng Na Uy. Yagic Ponoskus. Có nghĩa là tôi đã đi học tiếng Na Uy. Ojai prve oprata mienos. Ojai prve oprata mienos. Và tôi đang cố gắng để mà nói. Prata có nghĩa là to speak, đúng không? Trong tiếng Anh. Mienos tức là nói nhiều tiếng Na Uy. Ý ở đây tức là tôi đang cố gắng thực tập để mà nói tiếng Na Uy. Và tôi nói rất là nhiều nha, để mà thực tập nói tiếng Na Uy. Tôi đã đi học khóa tiếng Na Uy và tôi đang cố gắng nói tiếng Na Uy nhiều hơn. Các bạn để ý cái câu này, Yagic Ponoskus, Noskus. Như đầu thầy nói đúng không? Thường nó sẽ kèm theo cái cụm từ về vấn đề thời gian. Ở chỗ này thì nó bỏ qua. Ở chỗ này nó bỏ qua. Thì mình có thể mình hiểu theo hai nghĩa. Mình có thể mình phân tích theo hai hướng. Một là chỗ này không có vấn đề về thời gian, vì Nikos nói tiếng Na Uy chưa có giỏi lắm. Đây là một cái câu nói của một người đang học tiếng Na Uy, cho nên tác giả nhiều khi cũng muốn đưa vào những cái câu hết sức là đơn giản của một người đang học hành tiếng Na Uy, đang thực tập tiếng Na Uy thôi, chứ không phải là một giáo sư dạy tiếng Na Uy nha. Yagic Ponoskus. Cái thứ hai là không có vấn đề thời gian, tại vì cái việc học tiếng Na Uy của Nikos là đã chấm dứt rồi. Nhưng mà còn chấm dứt khi nào đó thì thật sự thì tác giả cũng không có muốn ghi ra cho rõ ràng. Tại vì đây là một cái công việc, khi mà mình nói về vấn đề học tiếng Na Uy, nó là một cái việc mà nó xảy ra trong suốt cuộc đời của mình. Đối với một người không phải là có tiếng Na Uy là tiếng mẹ đẻ nha các bạn. Ví dụ như là thầy chẳng hạn. Tuy rằng thầy không còn đi học tiếng Na Uy nữa, nhưng mà thật sự mỗi một ngày đối với thầy đều là một cái quá trình mình rèn luyện tiếng Na Uy của mình thêm nha các bạn. Tại vì mình sẽ phát hiện thêm những cái thông tin mới, những cái kiến thức mới, những cái từ mới trong mỗi một ngày sống, thì nó cũng là một cái việc mình đang đi học. Nhưng mà ở đây cụ thể đó, khi mà mình nói đi học khóa tiếng Na Uy, có nghĩa là cụ thể tức là mình vào trong trường mình học tiếng Na Uy. Và cái công việc đó của Nikos đã làm đó, thì nó đã chấm dứt rồi. Ngày hôm nay anh ta không có ngồi trong cái khóa học tiếng Na Uy nữa. Anh ta đã là sinh viên ở trên trường rồi. Nhưng mà thật sự cái việc học tiếng Na Uy nó vẫn còn tiếp diễn nha các bạn. Mỗi ngày anh ta phải cố gắng thực tập nói tiếng Na Uy nhiều hơn. Rồi nhiều khi gặp những cái từ khó, anh ta vẫn phải mở sách hoặc là hỏi bạn bè, hỏi thầy cô chữ này nghĩa là gì, vân vân. Đó là cũng là một cái việc học tiếng Na Uy. Nhưng mà cụ thể cái việc mà đi tham dự cái khóa học tiếng Na Uy thì đã chấm dứt rồi. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Nó là như thế nha. Thì mình phân tích theo hai cái hướng như thế. Cho nên ở đây không có cái cụm từ về thời gian cụ thể, tức là tôi đã đi học cái khóa tiếng Na Uy vào năm ngoái, không cần thiết nữa nha. Tại vì nó không có một cái sự bắt đầu từ lúc nào, thì nó cũng không có sự kết thúc vào cái thời điểm nào. Yagic Ponoskus Ojai prve oprata mienos. Và tôi cố gắng thực tập nói tiếng Na Uy nhiều. Vudan blidusent menurmen. Blidusent, các bạn nhớ cái chữ ocean nữa không? Tức là quen biết. Ocean. Anh ơi, em không nhìn được cái chỗ mà anh vừa viết trên trên camera. À rồi, em nhìn thấy rồi. Em nhìn rồi thấy. Nha. Wooden Bledusen. Bây giờ mình học tới cái quá khứ phân từ hoặc là hiện tại tiếp diễn đây. Thí dụ như là Obligation. Thì thường thường người ta dùng cái động từ này chia cộng thêm một cái mình gọi là modal verb ha, cái chữ ply này là nó gọi là trợ động từ, hay là cái động từ hôm bữa thì dịch nó là cái gì nhỉ, nó là cái động từ mình gọi là cái động từ gì, động từ yếu ha, không phải gì đó. Thì thường thường thí dụ là to become, thí dụ trong tiếng Anh đi, to become, cái vấn đề nó trở nên phức tạp đúng không? To become complicated. Ví dụ vậy. Thì thường thường mình sẽ dùng cái động từ quá khứ ở cái cột số 3 ở trong cái bảng chia động từ nhé. Thì ở đây cũng vậy. Ocean nè.
Rồi hiện tại của nó là sẽ là sene. Đúng không? Rồi khi mà mình đổi qua bên quá khứ mà đã hoàn thành rồi đó thì nó là senta. Rồi cái cột thứ ba nó sẽ là sent nha các bạn. Osenna, senne, senta và sent. Thì ví dụ như là oblisent. Lisent tức là đã từng quen biết hoặc là được trở nên quen biết, tức là nó nói về một cái quá trình dài đã xảy ra trong quá khứ và đang tiếp diễn trong hiện tại. Bạn trở nên quen biết với người Na Uy như thế nào? Bạn đã trở nên quen biết người Na Uy thế nào và bạn cũng đang trở nên quen biết người Na Uy thế nào? Ở đây muốn nói là bạn qua Na Uy đây sống ha, rồi bạn làm sao mà bạn tiếp xúc được với những người Na Uy? Bạn làm sao bạn có được những cái mối quan hệ với những cái người Na Uy nó như thế nào nha? Bạn làm sao để mà có được những mối cái mối quan hệ, những cái mối thân tình quen biết với người Na Uy? Bạn làm cái điều đó như thế nào? Các bạn nắm được chỗ này chưa? Jeffic Edgott tips. Tips là gì? Tips là những cái mẹo ha. Thí dụ như là mình mẹo làm bếp nha. Các bạn thí dụ bây giờ muốn làm cái bánh đó cho bánh xèo cho nó giòn nha, các bạn phải ngâm bột để cho nó nở ra đã vân vân. Rồi các bạn phải để lửa to, rồi các bạn phải cho thật là nhiều dầu. Đó là những cái mẹo nha. Trong tiếng Anh thì hình như nó cũng là tip phải không các bạn? Trong tiếng Anh thì như nó cũng là tip đó, là tip có nghĩa là những cái mẹo. Mình ở đây mình có thể mà mình dịch là một cái lời khuyên nha, gọi là hint. Trong những cái gì em, tiếng Anh gọi là hint. Hint à, ok, nó gọi là hint, hint đúng không? Vâng, ok. Thì tôi đã nhận được một cái lời khuyên từ một người bạn got tips. Khi mà mình nhận một cái gì của một cái người nào đó thì thường thường mình dùng là to receive from, đúng không? Trong tiếng Anh thì ở đây người ta lại dùng cái chữ là offer. For một cái gì đó, nhận được một cái gì đó của một người nào đó nha. For up they fix at got tips up and then I got a good hint from a friend. Anh ta nói, Hansa, hai chấm mở ngoặc kép nha các bạn. Đây là trích dẫn. Thì thường người ta sẽ là hai chấm và mở ngoặc kép. Mình có cái hình thức mình đã học rồi. Tức là khi mà mình kể lại một cái điều gì đó, thì mình sẽ dùng cái chữ at. Thí dụ là Hansa at. Cái này hình như mình đã đọc rồi. Anh ta nói rằng chấm chấm chấm, anh ta đã đi rồi, anh ta nói rằng anh ta đã ăn tối rồi, vân vân. Và bây giờ mình học qua cái hình thức đó là mình trích dẫn câu nói thì thường thường nó sẽ là hai chấm. Hansa thì không có dùng chữ at nữa. Cái chữ at này trong tiếng Anh đó là chữ that. He said that, ví dụ như vậy. Hansa mở ngoặc kép ra, mình trích dẫn nguyên một câu của người ta. Thí dụ như là trong cái câu này nhá, thì nó sẽ là thí dụ như là Hansa, tôi đã làm rồi nha. Thì nó sẽ là jag har gjort det. Rồi đóng ngoặc kép lại. Khi mà mình trích dẫn câu nói của người ta, có nghĩa là mình phải trích dẫn trọn vẹn một cái câu nói đó luôn và mình không được cái thay đổi cái chủ từ. Nhưng mà khi mà thầy viết vào cái dạng mình tường thuật lại đó, thì nó sẽ là Hansa at Han Hayukda. He said that he had done it. Các bạn hiểu chỗ này không? Anh ta nói rằng anh ta đã làm xong cái công việc đó. Nhưng mà ở trong cái câu này tường thuật đó, nhá,
trích dẫn đó thì nó sẽ là anh ta nói tôi đã làm cái điều đó. Các bạn nắm chỗ này chưa? Nó khác biệt cái chỗ này. Trong một cái câu trích dẫn thì mình phải dùng một cái chủ từ nó nguyên mẫu của nó, ví dụ như là Đức Phật nói ta là vân 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 vân. Các bạn hiểu không? Thì nó dùng cái chữ ta, tức là tôi là vân vân. Ví dụ vậy, hoặc là Chúa dạy ta là vân 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 vân. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Còn khi mà mình chuyển đổi nó qua cái vấn đề tường thuật đó. Ồ, ông ấy nói rằng ông ấy là chấm 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 chấm. Các bạn hiểu không? Thì chỗ này là người ta dùng chữ at. Trong tiếng Anh nó tương đương là that. He said that chấm chấm chấm. Còn cái này là hai chấm và một ngoặc kép. Thì đây là cái tips của người bạn đây. The amount service of club or organization in Norga. Mass service mình hiểu theo cái nghĩa nó là rất là nhiều. Mass Massa, xin lỗi chị E. Massa nó là tính từ. Nó có nghĩa là loss of. Nha, trong tiếng Anh. Nó có nghĩa là loss. Rồi khi mà mình chuyển qua adverb, thì nó là must service. Các bạn nhớ là thường thường khi mà một cái tính từ mình chuyển qua trạng từ adverb đó thì thường thường hay thêm t đúng không? Thí dụ như là chữ go thì nó bằng chữ got. Các bạn nhớ không? Rồi chữ fin thì nó bằng chữ fin. Các bạn nhớ không? Đó là cái quy luật bình thường regular, cái cách để mà mình hoán chuyển, mình biến đổi nó. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp mình có thể mình gọi là giống như là bất quy tắc vậy đó, nó không có theo cái trường hợp đó. Thì thường thường người ta sẽ cho thêm cái chữ vis vào. Must service nha. Đây là một cái dạng khác khi mà mình biến đổi từ cái tính từ qua trạng từ. Thay vì thêm T thì nó sẽ thành cái chữ must. Các bạn có nhớ cái chữ must không? Tại sao mày must nhiều quá? Thì có thể nó sẽ dễ bị hiểu lầm ở cái chỗ này. Cho nên người ta không có dùng cái thêm t vào chỗ này mà người ta dùng chữ vis vào, must service nha các bạn. Thì ở đây nó là trạng từ. There are must service of club. Club nó cũng là một cái động từ, nó cũng là một cái từ ở trong tiếng Anh và từ vay mượn nhá, club. Thì khi chuyển đổi qua tiếng Na Uy, người ta thay thế chữ cờ bằng chữ ca, nó thành chữ club. Nha, club ba. Và thêm số nhiều vào là club ba. Cho nên các bạn nhìn thấy hoặc là nghe cái chữ club này nè, thì cũng liên tưởng được trong tiếng Anh cái chữ club. Học tiếng Na Uy nó cũng có cái dễ đó, đó là nhiều khi mình nghe được những cái chữ đó. Thí dụ như là cái chữ kế tiếp là organization. Các bạn nghe cái chữ đó, thí dụ mình không biết tiếng Na Uy đi, thì mình cũng có thể mang máng, ừ, họ nói về cái organization. Đúng không? Organization. Organization. Nha. Số nhiều nó sẽ là thêm ER vào. Organization. Ở đây có rất là nhiều những cái câu lạc bộ và những cái cơ quan, những cái tổ chức nha. Organizations. Nhiều cái clubs, rồi nhiều cái organizations, có nhiều cái câu lạc bộ và nhiều cái cơ quan, những cái hội đoàn nha, ở Na Uy. Đại khái nó là như vậy. There, ở đó thì bạn có thể travel phone me some interest someday. Ở đó thì bạn có thể gặp gỡ được nhiều người có cùng những cái sở thích giống như bạn. Sở thích giống như bạn, interest nó. Trong tiếng Anh hình như nó là cái chữ interest đó đúng không? Những cái sở thích the same interest like you. The same interest as you hả? As you hay like you as you. As you thì nghĩ đúng không? As you đúng không? Yeah. The same interest as you. Có nghĩa là có cùng những cái sở thích giống như bạn. Thí dụ sở thích, thí dụ như là
mình thích nghiên cứu về về chim chóc đi ha, thì mình có thể mình tham gia vào các câu lạc bộ hội chim chóc Hà Nội ví dụ như vậy, thì mình vào đó mình sẽ gặp được những cái người cũng thích về chim chóc, nuôi chim rồi dạy chim hót ví dụ vậy, đúng không nè? Hoặc là mình thích sưu tầm tem thì mình vào cái câu lạc bộ tem ví dụ như vậy. Thì ở đây ý muốn nói là như vậy, ở Na Uy thì có rất là nhiều những cái câu lạc bộ và những cái hội đoàn, và ở đó thì bạn sẽ gặp được những cái người có cùng cái sở thích giống như bạn. Rồi, đó là cái lời khuyên của người bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn thích cái gì đó thì bạn hãy nên gia nhập, tham gia vào những cái hội đoàn đó nha, để mà được học hỏi hoặc được hỗ trợ này kia nhiều hơn trong cái lĩnh vực mà bạn thích. Da can du treffer folk med samma, tức là the same, same interest, samma intresset som dig. Jag kontaktar Röda Kors. Röda Kors là Red Cross. Red Cross có nghĩa là hội hồng thập tự hay là hội chữ thập đỏ đó. Tôi đã liên hệ, tôi đã liên lạc với contact nha, nó cũng giống trong từ tiếng Anh. Contact, đó là contact. Contacted, đó là quá khứ. Jag kontaktat Röda Kors. Tôi đã liên hệ với lại hội hồng thập tự. Och där träffade jag många hyggeliga människor. Và ở đó thì tôi đã gặp gỡ nhiều người vui vẻ, nhiều người vui tính. Hyggelig là những người niềm nở, những người vui vẻ nhé. À, các bạn để ý cái chữ träffa. Cái này hình như mình đã học rồi. Thì quá khứ của nó là träff. Nha. Và ở hàng thứ ba nó là sẽ là träffat. Cái hàng thứ ba này mình chưa học tới đâu. Nha, thí dụ như là jag har träffat. Tôi đã từng gặp, tôi đã từng gặp nhiều, gặp gỡ nhiều lần ví dụ như vậy. Ai đó, cái này là tôi đã gặp nha. Och där träffade jag många hyggeliga människor. Ở đó thì tôi đã gặp gỡ nhiều người vui vẻ. Nu jobbar jag frivilligt på ett äldre center någon timme i veckan. Hiện tại bây giờ thì tôi đang làm việc frivilligt, tức là voluntary, tức là thể nguyện đó, hoặc là mình gọi là tình nguyện. Frivilligt. Tức là giống trong tiếng Anh nó gọi là free will đó các bạn nhé. Free will có nghĩa là free will, will tức là cái nó có thể là nó cái ý chí của mình nhé, được tự do, tức là mình không bị ép buộc, nó từ cái chữ đó mà ra. Và thêm cái chữ ly này có nghĩa là nó thuộc về tính từ free will, tức là mình có thể trong tiếng Việt mình dịch là tự nguyện đó, voluntary. Voluntarily, tôi làm việc thiện nguyện ở tại một cái Andre Center. Elderly, cái chữ Andre, nó trong tiếng Anh nó gọi là elderly, phải không các bạn? Hình như cái chữ elderly là nói về những người già. Andre Center tức là center là một cái trung tâm, đúng không các bạn nha, nó giống trong tiếng Anh gọi là central. Andre Center ở đây muốn ám chỉ tới những cái viện dưỡng lão nha các bạn. Andre Center thường thường người ta hay ám chỉ tới những cái nơi mà những người già cả, những người lớn tuổi họ hay tụ tập, họ hay sinh sống ở đó hoặc họ cùng sinh hoạt. Nó có thể là một cái câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi, họ tới đó họ ngồi sinh hoạt mỗi tuần, họ trò chuyện ăn uống, hoặc là họ những cái bà cụ đó thì ngồi đan lát với nhau nhá, móc áo, móc này móc kia, hoặc là cùng làm bánh chung với nhau, nó cũng có thể là như vậy. Nhưng mà thường khi mà ở bên này người ta nói tới Andre Center thì người ta nghĩ nhiều tới những cái viện dưỡng lão nhiều hơn. Những cái viện dưỡng lão là những cái nơi tập trung các ông, các cụ, các bà nhá, ở đó nhiều hơn. Thì mình hiểu theo cái nghĩa như vậy. Bây giờ thì tôi đang làm việc thiện nguyện tại một cái trung tâm dành cho người già một vài giờ trong tuần
nuon time i uka. Nuon time some hours in the week. Một vài giờ trong tuần anh ta làm việc thiện nguyện, có nghĩa là anh ta không được trả lương nha các bạn. Đây cũng là một cái cách thức để mình có thể mình tiếp cận với người Na Uy, để mình trau dồi thêm tiếng Na Uy. Tất nhiên khi mình gặp những người già, mình sẽ nói chuyện với họ, rồi họ sẽ nói chuyện lại bằng tiếng Na Uy với mình học hỏi được. Đó cũng là một cách nhiều khi mình ngại đi gặp các bạn trẻ ở ngoài đường, tại vì thường các bạn trẻ thì không có đủ kiên nhẫn để mà nghe mình nói bỏm bẻm tiếng Na Uy đâu, đúng không? Mình nói sai mấy bạn nó cười, hoặc là gặp những người đang vội vã cầm cặp táp đi tới công sở, mình tự nhiên mình ngăn người ta lại, mình chặn người ta lại, mình hỏi tiếng Na Uy, mình thực tập tiếng Na Uy thì cũng không có tiện lắm, đúng không? Hoặc là trong công sở cũng vậy, nhiều khi mình nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp với mình nói tiếng Na Uy cũng không tiện, tại vì người ta còn có công việc khác của người ta phải làm nữa. Thì những người rảnh rỗi là ai? Chỉ có các cụ, các ông, các bà thôi, về hưu rồi, cứ ngồi đó thôi, và họ rất là cô đơn, họ cần những người nói chuyện với họ. Thì đây là cái cơ hội để mình có thể mình tới, mình trau dồi thêm tiếng Na Uy của mình, đúng không các bạn? Nhất là những người già họ có nhiều kinh nghiệm nữa, họ có thể họ dạy dỗ, họ chia sẻ cho mình nhiều về văn hóa, phong tục tập quán của người Na Uy, và kể cả trong cái ngôn ngữ Na Uy nữa. Thì đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Tôi đã liên hệ với lại bên Hội Hồng Thập Tự, Hội Chữ Thập Đỏ, đúng không? Và họ đã tạo cơ hội cho tôi gặp nhiều người rất là nice, rất là tốt, rất là vui vẻ. Hiện tại bây giờ thì tôi đang làm việc thiện nguyện tại một cái trung tâm dành cho người già một vài tiếng trong tuần. Yegopotur Metu and Remen. Tôi Gopotur là đi dạo, đúng không nào các bạn? Các bạn nhớ không? Gopotur với hai người đàn ông lớn tuổi. Hai người đàn ông lớn tuổi Andre, tức là elderly men. Tôi đi dạo chung với hai người đàn ông lớn tuổi, có thể là hai ông cụ ha, 70, 80 rồi đó, đi khập khiễng, hoặc là đi vừa đi vừa đẩy cái xe cút kít, hoặc là đi chống nạn, đại khái vậy. Thì đi chung với họ, thứ nhất là đi dạo chung với những người già, người ta thường thường rất là cô đơn, và hoặc là nếu mà người ta đi dạo một mình rất là nguy hiểm, nhiều khi người ta té ngã hoặc người ta xỉu ngoài đường. Thì khi mà những người già đi ra ngoài đó, thường phải có y tá đi kèm nhé, để lỡ có bất trắc gì đó. Thì y tá thì rất là thiếu thốn, tại vì y tá có thể phải ở lại để mà chăm sóc những người già còn lại. Thì họ rất là cần những cái bạn trẻ nào có thời gian có thể vào trong những cái viện dưỡng lão đó đi chơi cùng với các cụ nhé, để mà vừa nói chuyện trò cho nó vui vẻ, rồi cũng đồng thời là mình coi sóc các cụ luôn. Các cụ có té ngã thì vực các cụ dậy, các bạn hiểu chứ nè. Đó, cho nên thường thì tôi sẽ đi dạo chung với lại hai cụ nhé, đàn ông. Nuon gang ge tha ye dem me po football cam el pusino. Sometimes thì I take them with me nha. Tôi cũng đưa họ đi chung với tôi tới cái trận đấu đá banh, hoặc là đi xem cine. Cino là từ cái chữ cine nha, cinema nó ra. Thỉnh thoảng thì tôi cũng đưa họ tới cái football camp, một cái trận đấu đá banh. Có thể cái trận đấu này là cái trận đấu giữa những cái đội tuyển quốc gia thì mình phải trả tiền, nhưng mà thật sự cũng có thể tới những cái sân banh có các bạn trẻ đang tập đá banh đó ha, thì tới ngồi coi mấy đứa nó đá qua đá lại cũng được. Đó gọi là một cái football camp. Camp là một cái trận đấu đá banh. Rồi hoặc là đi cine vào xem chiếu bóng. Vi prao ta mi e sa minh. Chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau. Đó là cũng là một cái hình thức để mình thực tập, mình nói tiếng Na Uy. Vi prao ta mi e sa minh. Sopra. Tốt quá. Thế thì tốt quá. Thế thì tốt quá. Lịch cái tin là chúc may mắn. Good luck. Các bạn học chữ này rồi nha. Lịch cái tin là chúc may mắn. Good luck. Bồ đem mê dọc bên ô stiêu đìa nè. Các bạn, mình cũng đã học cái chữ bồ đã ô rồi nhá. Kể cả cái này và cái kia. Tức là kể cả công việc lẫn những cái môn học của bạn. Tức là chúc may mắn đó. Tôi chúc bạn may mắn trong công việc. Và tôi cũng chúc bạn may mắn cả trong cái việc học hành nữa. Nhá. Bồ đem mê dọc bên ô stiêu đìa nè. Tại sao cái chữ stiêu đìa nè? Nó là số nhiều. Nó là số nhiều. Tại vì anh ta học về economy, rồi anh ta còn học tiếng Na Uy nữa, đúng không? Tức là tất cả những cái gì về học hành thì thật sự nó rất là nhiều bộ môn trong đó. Thành ra chỗ này mình thấy nó dùng số nhiều, best form nó cũng là hợp lý nhé.
Thì mình nói là bồ đem bây giờ bên Australia cũng được, kể cả cái công việc và việc học của bạn thì cũng được, nó là số ít cũng được. Nhưng mà mình phải hiểu chỗ này là Nikos có rất là nhiều cái để học, cho nên thành ra bà Bianca bà dùng số nhiều ở đây. Tức là ngoài về vấn đề học về tài chính, economy, anh ta còn phải học tiếng Na Uy, anh ta phải học trau dồi cái nghề nghiệp, vân vân, nhiều thứ lắm, linh ta linh tinh. Cho nên ở đây dùng số nhiều cũng là hợp lý. Bồ đem mê dọc bên Australia nè. Thắc Scanduha, cảm ơn bạn nhé. Đó là xong trang 107. Các bạn có thắc mắc gì về cái phần sau mình vừa học không? Em không. Rồi. Nếu không có thắc mắc gì nữa, mình đi tiếp qua trang 108 các bạn nhé. Các bạn mở qua trang 108. Phật ta là những cái gì nó thực tế nhé. Nó thật ở trong cuộc sống. Henty. Nãy thầy có giải thích rồi. Henty là cái công việc toàn thời gian. Ở đây nó giải thích như thế nào? Du dọc bơ trẻ ti siêu có mơ phem thì mê pa ưu kê. Trẻ ti siêu có mơ phem. Mình đã học về số rồi. Thì giống như trong tiếng Anh cũng vậy. Thì là 37,5. Thì cái chữ dấu phẩy nè, đó là comma. Comma. Comma fam. Comma fam. 37,5. Nha, nó giống trong tiếng Anh. Comma. 37,5. Có nghĩa là 37 tiếng rưỡi đó. Tôi làm việc, bạn làm việc 37 tiếng rưỡi mỗi tuần. Pa yu ke. Each week. Rồi vấn đề đen thi thì như thế nào? Du job be under 30 siêu comma fam thì me pa yu ke. Tức là làm bạn làm việc dưới 37,5 một tuần. Đó, thì cái công việc của bạn sẽ gọi là denty. Khi nào mà mình làm việc 37,5 một giờ một tuần đó, hoặc là trên 37,5 đó, thì các bạn thuộc dạng gọi là fullty hoặc là henty. Còn nếu mà các bạn làm dưới 37,5, theo cái luật Na Uy 37,5 là cái mức mà người ta gọi là henty. Dưới 37,5, thí dụ các bạn làm chỉ có 37 tiếng đồng hồ một tuần thôi, thì nó cũng bị rơi vào cái trường hợp nó gọi là đen thi. Các bạn chưa có được nhận full time, chưa được nhận 100%. Nhiều khi các bạn mới làm chỉ có 99% thôi, thì nó vẫn là đen thi. À, cái này nó liên quan tới vấn đề quyền lợi của cái người lao động. Các bạn lưu ý cái này, nếu mà các bạn chưa đi làm thì các bạn nên lưu ý này, đặc biệt cho các bạn sinh viên mới qua và sau này đi làm cũng vậy. Khi các bạn làm full thi, có nghĩa là tiếng Việt mình hay gọi là đi vào biên chế đó, các bạn được nhận vào biên chế đó. Thì khi vào biên chế như vậy, các bạn có một cái hợp đồng hẳn hòi và nó có giá trị về vấn đề bảo hiểm và về vấn đề bồi thường, ngay cả vấn đề nghỉ bệnh, các bạn cũng được hưởng những cái quyền lợi. Ví dụ như là những cái người làm hen thi đó, thì một năm được nghỉ 5 tuần để mà đi nghỉ dưỡng, đi du lịch 5 tuần trong một năm nhé. Rồi ngoài ra thì các bạn, thí dụ các bệnh bị bệnh đột xuất đó, thí dụ nhiều khi mình bị cảm xúc mình không đi làm được, thì một năm như vậy được 4 lần nhân cho 3 ngày. Thí dụ hôm nay là ngày thứ 3, các bạn thức dậy các bạn thấy đầu óc choáng váng quá, không thể đi làm được, các bạn có thể gọi cho sếp: sếp ơi, tôi xin nghỉ bệnh tuần này. Và các bạn vẫn được ăn lương nha các bạn. Đó là cái điều hay dành cho những người làm henty. Thì các bạn có thể xin: ok, hôm nay thứ 3, thứ 4 và thứ 5 bạn được nghỉ ở nhà. Và sếp vẫn phải buộc lòng phải cho bạn được nghỉ mà không có quyền đuổi bạn. Hôm nay mày không chịu đi làm đúng không? Tao cho mày nghỉ việc luôn, ở nhà luôn đi. Thí dụ thầy nói bên Việt Nam hay xảy ra những cái trường hợp như vậy. Nhá. Hôm nay sếp ơi, em bị nhức đầu quá, em choáng váng quá, em không đi làm được. Sếp cho em nghỉ 3 ngày ở nhà, em nghỉ bệnh. Ví dụ vậy. Ở bên Na Uy đó là cái chuyện đương nhiên, bạn được quyền nghỉ. Nếu mà bạn nghỉ trên 3 ngày đó, thì ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật bạn cũng vẫn còn bệnh đó, mà bạn muốn nghỉ đó, thì buộc lòng bạn phải có giấy bác sĩ xác nhận là bạn vẫn chưa thể đi làm được nhé, vào ngày thứ 6. Còn không thì thứ 6 bắt buộc bạn, dù nặng hay nhẹ bạn vẫn phải đi làm. Còn nếu mà bạn muốn nghỉ thêm á, thì bạn phải có giấy bác sĩ, tức là đi khám bác sĩ và bác sĩ nói với lại sếp: ok, tao thấy nó vẫn còn mệt lắm, cho nó nghỉ thêm ngày thứ 6 nữa đi. Và có thể thứ 2, thứ 3 tuần tới nó vẫn chưa đi làm được đâu. Ví dụ vậy, các bạn hiểu ý thầy không? Nhá.
Nhưng mà nếu mà qua ngày thứ sáu ba các bạn mà không có giấy bác sĩ đó, mà các bạn vẫn nghỉ đó, có nghĩa là các bạn vi phạm luật lao động và có thể chủ có quyền đuổi các bạn. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Nhưng mà theo cái luật Na Uy là luật lao động đối với những người mà làm full time và biên chế rồi đó, thì các bạn được quyền nghỉ 3 ngày liên tục vì bệnh mà chủ không có quyền đuổi các bạn, và các bạn vẫn được nhận lương trong 3 ngày đó bình thường. Và một năm như vậy các bạn được nghỉ 4 lần như thế. Nếu mà lần thứ 5, lần thứ 6 bắt buộc là phải có giấy bác sĩ. Các bạn hiểu chưa nào? Thứ nhất là không được nghỉ quá 3 ngày, và trong một năm không được nghỉ quá 4 lần như vậy. Các bạn nắm được chưa? Còn nếu mình bị cái gì, thí dụ đi mổ phải nghỉ dài hạn cả tháng, thì tất nhiên là mình phải có giấy bác sĩ rồi. Tôi phải đi mổ và tôi phải nằm dưỡng thương trong bệnh viện cả tháng, ví dụ vậy, tất nhiên là phải có bác sĩ. Tức là trên 3 ngày là phải có giấy bác sĩ nha các bạn. Thì nó được những cái quyền lợi như thế. Nhưng mà đối với những người dentist thì không được như vậy. Những người dentist thì không được như vậy. Thứ nhất là trong một năm không chắc họ được 5 tuần được nghỉ nhé. Và khi mà họ bị bệnh, họ không đi làm thì họ không được lương, vậy thôi. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Thì sếp ơi, hôm nay em bị bệnh, em không đi làm được thứ ba, thứ tư, thứ năm, 3 ngày. Ok, không sao. Hôm nay cũng không có nhiều việc nhiều lắm, mày cứ ở nhà. Nhưng mà mày không có được lương. Các bạn hiểu chưa? Và qua ngày thứ sáu, nếu mà mình muốn nghỉ nữa, mình nói sếp ơi, em vẫn chưa khỏe, em muốn nghỉ nữa. Ok, cũng không sao. Mày cứ nghỉ nhà đi. Mày muốn nghỉ tới bao giờ cũng được, không sao hết. Tao tìm người thay thế chỗ cho mày. Bao giờ mày khỏe mày đi làm lại cũng được, không sao hết. Nha, nó không vướng bận vào những cái điều khoản bắt buộc giữa chủ với lại người công nhân. Nhưng mà bù lại thì cái kiểu như là mình làm bao nhiêu thì mình được hưởng bấy nhiêu thôi nha. Và chủ cũng có thể cắt đứt cái hợp đồng mình bất cứ khi nào nếu mà họ muốn. Khi mà họ cần thì họ gọi mình, khi họ không cần nữa họ cho mình nghỉ, không vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với những cái người mà đã vào biên chế rồi đó, nếu mà chủ mà muốn đuổi mình đó, cho mình nghỉ đó, mà không phải lỗi tại mình đó, thì họ phải bồi thường khoảng 3 tháng cho tới 6 tháng lương nha các bạn. Thường là như thế. Đó, cho nên nó khác biệt nhau ở chỗ này. Mặc dù mình làm tới 37 tiếng đồng hồ, mình vẫn bị gọi là denty chứ chưa phải là handy. Cho nên ai cũng đi làm là cũng ao ước mình có cái công việc handy là như vậy. Arbeitsledig có nghĩa là unemployment, có nghĩa là đang thất nghiệp. Unemployed có nghĩa là trường hợp thất nghiệp. Du har ikke arbeid, men prøver å få arbeid. Bạn không có công việc và bạn đang cố gắng để được nhận công việc, tức là bạn đang tìm việc đó. Những người đang thất nghiệp là những người hiện tại không có việc gì để làm hết và đang cố gắng đi tìm việc. Tại sao nó thông theo cái câu là đang cố gắng đi tìm việc? Là tại vì cũng có những người không có công việc, mà thí dụ như là họ thuộc dạng về hưu rồi, thì người ta không có gọi là Arbeitsledig là đi, các bạn hiểu không? Cái chữ thất nghiệp đó là dành cho những cái người mà đang không có công việc và họ đang cố gắng đi tìm việc để làm, thì mình gọi là Arbeitsledig nhé. Còn những cái người mà không có công việc và họ không cố gắng đi tìm việc, thí dụ họ là những cái người đã về hưu rồi, tất nhiên họ không có việc gì để làm hết, nhưng mà họ cũng không cần phải tìm việc để làm. Đó, đó là lý do tại sao ở đây nó có thông theo cái câu là Du har ikke arbeid, men prøver å få arbeid. Bạn không có công việc và bạn đang cố gắng đi tìm việc. Rồi, bây giờ mình tới cái chữ arbeid og studier i Norge, về vấn đề công việc và học hành ở tại Na Uy. Vấn đề công việc và học hành ở Na Uy. Nikos kommer fra Hellas og Hellas er med i EU. Nikos đến từ đất nước Hy Lạp và Hy Lạp là thành viên ở trong khối EU. Phone fra EU har rett til å arbeide. Những người cư dân ở trong khối EU thì có quyền har rett. Rett ở đây là luật lệ, tức là giống như là the right. Yeah. Nó giống như là trong cái tiếng Anh nó gọi là the right, có nghĩa là có cái quyền lợi, có cái quyền. Tin o arbeider thì được có quyền hoặc là được phép làm việc. Arbeider studere là được học hành. O bu i Norge và được sống ở tại Na Uy.
Các bạn nắm được chỗ này chưa? Những người cư dân đến từ khối EU thì được quyền làm việc, học hành và sinh sống ở tại Na Uy. Cái chữ EU á, nó viết tắt từ cái chữ Den Europäiske Union, nha. The European Union. Nó viết tắt từ cái chữ đó. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Cái này đầu bài thầy cũng có nói rồi. Những người nào ở trong khối EU đó thì theo một cái thỏa thuận với lại chính phủ Na Uy đó, họ được phép di chuyển qua Na Uy sinh sống, làm việc, học hành. Giống như người Na Uy vậy nha. Họ cũng được hưởng nhiều cái quyền lợi lắm. Và khi họ qua Na Uy thì tất nhiên là họ đi làm thì họ sẽ đóng thuế cho chính phủ Na Uy. Cái điều đó đều đương nhiên. Rồi, bây giờ mình nhìn xuống những cái tấm hình ở bên dưới. Norges Frivillig Central. Frivillig thầy nói nãy rồi, có nghĩa là thiện nguyện, những cái voluntary. Thì ở đây mình có thể là Volunteer Center ở Na Uy nhé. Những cái trung tâm làm việc thiện nguyện ở tại Na Uy, Norges Frivillig Central. Ở Na Uy họ lập nhiều cái hiệp hội, hoặc là nhiều cái câu lạc bộ, hoặc là nhiều cái nhóm sinh hoạt thiện nguyện lắm. Thí dụ như là họ có những cái nhóm thiện nguyện đi tuần tra. Thường thí dụ các bạn buổi tối mà rảnh rỗi đó, các bạn có thể xin phần đi tuần tra, nó gọi là những căn cứ đêm á. Các bạn có thể đi chung với lại một nhóm người khác, mặc những cái đồng phục nhé. Ở trên áo có ghi là các bạn là những thiện nguyện viên, ví dụ như vậy. Đi dọc bờ sông, hoặc là đi dọc ngoài đường, thí dụ có để mà cho những cái tên cướp và những cái người mà có ý đồ gì đó ha. Gặp một cái cô gái trẻ đi trên đường, nhiều khi nó hay tới, nó hãm hiếp hoặc là nó chọc ghẹo, thì mình thấy như vậy mình sẽ can thiệp vào. Đó, thì có những cái người đi tuần tra như vậy, họ không phải là cảnh sát, họ cũng không phải là những người nhân viên bảo vệ vân vân, họ chỉ đi dọc đường và họ có cái nhiệm vụ đó. Nếu mà thấy những cái điều gì mà chướng tai gai mắt, hoặc là những cái gì nó xảy ra đó không có tốt đó, thì họ sẽ can thiệp vào nhé. Rồi cũng có những cái nhóm thiện nguyện, thí dụ như là các bạn sẽ tới thăm những cái viện dưỡng lão, giúp đỡ họ, hoặc là vào trong bệnh viện có thể làm những cái công việc phụ lặt vặt, thí dụ như là đi mua đồ dùng cho các cụ, hoặc là tới trò chuyện, hoặc là mình vào những cái bệnh viện nhi chẳng hạn, có những em nó rất là cô đơn, bố mẹ bận rộn không có tới thăm nó được, mình tới mình trò chuyện với các em bé, tạo niềm vui cho những đứa trẻ vân vân, thì đó là những cái công việc thiện nguyện nhé. Các bạn có thể làm những cái công việc đó, hoặc là đi dọn dẹp vệ sinh ở một cái con sông, hoặc là ra bãi biển lượm rác, ví dụ vậy, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ môi trường, nó cũng là những cái công việc thiện nguyện. Thì khi qua Na Uy các bạn có thể tìm tới những cái hội đoàn, những cái nhóm như thế để mà mình tìm việc, mình thực tập tiếng Na Uy. Thì các bạn có thể vào trong cái trang web gọi là frivillig.no ở trong dưới cái tấm hình ha. Thì nó có cái câu là Fin Dinamista Frivillig Central. Fin có nghĩa là Ofin nè, đây là một cái câu mệnh lệnh thì người ta bỏ chữ E đi. Fin Din tức là Find Your Closest Volunteer Center, tức là hãy tìm cái trung tâm thiện nguyện gần nơi bạn ở nhất. Check có nghĩa là hãy kiểm tra nha, từ cái chữ Osec nha. Ở đây bắt đầu mình thấy có nhiều cái từ gọi là mệnh lệnh cắt đúng không? Fin, đầu ngoài mình là Fortan. Rồi ở đây là Fin, rồi Check. Yeah. Nó giống như trong tiếng Anh cũng vậy. Find. Hoặc là cái này là Check. Check your account. Hãy kiểm tra cái tài khoản của bạn đi. Ví dụ như vậy. Hay là Tell me about you. Đó là những cái câu mình lệnh đúng không? Tell me about you. Hãy kể cho tao nghe về cuộc đời của mày. Hoặc là hãy tìm nó đi. Hoặc là hãy kiểm tra nó. Check. Nha các bạn, check Fin, đó là những cái câu mệnh lệnh cắt. Thì nó từ cái động từ ở thì nguyên mẫu đúng không, thí dụ như là chữ Fin nè, Ofin nè. Thầy nhắc lại một lần nữa nha, về cái cách biến đổi qua động từ, qua cái thẻ mệnh lệnh cắt, thí dụ Oseka. Đó, đây là những cái động từ nguyên mẫu. Thì khi mà mình đổi qua cái mệnh lệnh cắt, thứ nhất là mình bỏ cái ký hiệu của động từ nguyên mẫu đi, thứ hai là mình bỏ cái chữ E đi, thì nó ra là mệnh lệnh cắt nhé. Thí dụ chúng ta cùng nâng ly nào, hoặc là chúng ta cùng ăn nhé, ví dụ như vậy, thì đó là những cái câu mệnh lệnh, những cái câu sai khiến nha các bạn. Thì thường thường là động từ
thì nguyên mẫu mình sẽ bỏ cái chữ e ở cuối cùng nó đi, thì nó ra như vậy hết. Thì mình có cái động từ là offerella, đúng không? Bây giờ mình nói một người nào đó, thí dụ mình là bác sĩ tâm lý rồi, người ta tới, người ta gặp mình đi, thì mình yêu cầu họ hãy kể về chuyện gì đã xảy ra nào, thì mình sẽ nói for ten, nha. Yeah. Ví dụ như vậy, mình yêu cầu họ kể ra. Đó là cái cách mình biến đổi cái động từ bình thường qua cái thể mệnh lệnh, hoặc là mình sai khiến người ta làm cái gì đó. Thì hãy kiểm tra, tức là vào trong cái trang web freewilly.no để mà tìm cái trung tâm thiện nguyện ở gần nơi bạn sinh sống nhất nhé. Namaste là so sánh ở cái thể gọi là super đó, superlative, có nghĩa là mình so sánh nhất đó, so sánh hơn, rồi có so sánh nhất. Ví dụ như là cái nơi này thì gần chỗ của bạn hơn và nơi kia thì gần nhất nhé. Thì namaste. Namaste. Rồi mình có cái chữ Ornithologist Foreigning, tức là cái hiệp hội. Foreigning là một cái union nha. Mình có thể mình gọi là một cái hội, hiệp hội về chim chóc. Ornithologist. Ornithologist là liên quan tới vấn đề chim chóc. Thì ở đây gồm có Melem Smurter, tức là những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc hội họp của những người thành viên. Melem là member, members meeting. Yeah. Gặp gỡ những cái thành viên khác. For retract là những cái bài tham luận, những cái bài tranh luận, hoặc là những cái bài diễn, những cái buổi diễn đàn nha. For retract là những cái buổi diễn đàn, mình sẽ nghe tới, người ta sẽ mời những cái chuyên gia về chim chóc tới để mà người ta cho mình thêm kiến thức nha. Nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là lecture. For retract là lecture đó, giống như là trong những cái buổi học ở đại học cũng vậy, người ta cũng gọi lecture. For retract là những cái buổi tham luận, những cái buổi thuyết trình nhé. Yeah, for retract. Excursionate là những cái buổi dã ngoại, tức là đi ra ngoài. Excursionate là excursions trong tiếng Anh, excursion trong tiếng Anh. Excursionate nó là, cũng là một cái từ vay mượn, từ vay mượn ở trong tiếng nước ngoài. Excursion đó là những cái cuộc dã ngoại đi ra ngoài. To gla có nghĩa là ham thích, là vui vẻ, đúng không? To là đi dạo, tức là ở đây đặt câu chấm hỏi, tức là bạn là một cái người thích đi dạo đúng không nha, yêu thích vấn đề đi dạo. To gla yêu thích đi dạo đúng không? Plimepotu có nghĩa là hãy, đúng không? Plime tức là mình mời ai đó, thì mình hay dùng cái chữ plime hoặc là được mời. Ở đây mình có thể mình dịch là hãy cùng chúng tôi, đại khái như vậy. Be with us nha. Potu tức là đi dạo. Ở local milieu mình đã học hôm bữa rồi. Local có nghĩa là local, milieu là environment, thì mình có thể mình dịch ở chỗ này là cái môi trường địa phương, môi trường địa phương. Thì ở đây muốn nói là hãy cùng chúng tôi ha, đi dạo ở trong cái local community, trong cái cộng đồng địa phương. Hãy join, cái chữ plime đó trong tiếng Anh nó gọi là join, to join nha. Plime thì các bạn cũng thấy rồi đó, khi mà động từ là oply, đúng không? Oply. Ok, bây giờ mình đổi qua mệnh lệnh cách. Thì thường thường theo cái quy tắc lúc nãy là mình sẽ bỏ chữ e đi, đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây đó, cái động từ này nó không có chữ e. Thành ra khi mà đổi qua mệnh lệnh cách nó vẫn giữ nguyên như vậy. Và đây là một cái trường hợp, tức là không có theo quy tắc ha. Irregular. Không có theo cái quy tắc. Cái quy tắc mình đưa ra là gì? Thường thường là động từ khi mà đổi qua mệnh lệnh cách, mình sẽ bỏ cái chữ e của cuối cái động từ đó ở cái thể nguyên mẫu nha. Thí dụ như là lúc nãy mình có rồi, chữ offina, đúng không? Offina thì mình sẽ bỏ chữ e đi, thì đổi qua mệnh lệnh cách nó sẽ là fin nha các bạn. Nhưng mà động từ oply này nó không có chữ e,
Cho nên khi mà đồ có mệnh lệnh cắt, nó vẫn là ly. Và mình sẽ gặp một vài cái động từ như vậy nữa. Thí dụ nào, mình có động từ to go, oh go. Đúng không? Bây giờ nó cũng không có chữ e. Thì khi đồ có mệnh lệnh cắt, nó vẫn là go. Thì mình sai khiến đứa nào đó, mình đổi đứa nào đó, mình nói go out, go out, đi ra, cút đi. Ví dụ vậy, cút xéo. Mình gọi là go out, đi ra ngoài. Ví dụ vậy. Thì nó đâu có chữ e đâu mà mình bỏ. Cho nên đây là những cái động từ đặc biệt. Những cái động từ đặc biệt. Nó không có theo cái quy tắc chung này. Thì thành ra mình gọi nó là trong những cái trường hợp không có theo cái quy tắc, bất quy tắc. Nha các bạn. Thì ở đây mình gặp cái chữ ple. Ple me po tu là mời gọi. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham gia nha. Vào trong cái local community. Ở trong cái môi trường địa phương của mình. Và tis đắc. Hè là Houston, mỗi ngày thứ ba, mỗi thứ ba, suốt cái mùa thu này, hè là Houston, tức là whole autumn. Các bạn yêu thích đi dạo đúng không? Vậy thì hãy tham gia vào cái câu lạc bộ địa phương của chúng tôi vào mỗi thứ ba trong suốt cái mùa thu này. Đi dạo đó, các bạn đi dạo trong rừng ngắm cây cối nó thay lá này kia đó. Đó, rất là thú vị. All 11 comment, everyone welcome. Có nghĩa là mọi người đều được chào đón nhá, không có phân biệt gì hết, tuổi tác, giới tính hay gì cả. Ai muốn tham gia thì cứ tham gia. All 11 comment. Mert op po parkeringen ve fagevan hus gue school. Đây mình lại gặp cái chữ mert op. Mert op nha. Thì cái chữ mert này nó cũng từ cái chữ omerta. 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 Thì khi mà mình đổi qua quá thể mình lại nó, mình sẽ bỏ chữ e đi và ở đây người ta bỏ thêm cả chữ t nữa nha, thì nó ra mình lệnh cắt mert op, có nghĩa là meet up đó các bạn. Trong tiếng Anh cái chữ omerta là meet, to meet, tức là hãy tập trung nha, hội họp lại ở tại cái parking. Cái parking là cái bãi đậu xe. Vefagavan. Phà ghe van có nghĩa là cái hồ phà ghe, cái hồ, cái ao người ta thường thường gọi là van. Van là water. Cái chữ van này nó có nghĩa là water, là nước, nhưng mà nó cũng có nghĩa là một cái hồ inshore, nó là một cái gì đó. Thí dụ như là các bạn qua Na Uy đó, học ở Oslo đó, thì có một cái cư xá sinh viên ở trên Sòng Van. Các bạn nào mà đã qua Na Uy rồi thì biết có một cái cư xá sinh viên nó rất là nổi tiếng ở gần trường đại học Oslo, nó tên là Sòng Van. Thì ở đó có một cái hồ nha, nó gọi là Sòng Van, là một cái hồ nước ở trên cái khu vực nó gọi là Sòng nha. Cái vùng đó nó gọi là Sòng, thì nó có một cái hồ nó gọi là Sòng Van. Các bạn ở Na Uy ở Oslo thì sẽ biết. Thì cái chỗ này nó gọi là Phà Ghe Van, tức là cái hồ Phà Ghe. Thì nếu mà các bạn thích đi dạo với chúng tôi thì hãy gặp gỡ nhau mỗi thứ ba trong suốt cái mùa thu này. Gặp gỡ ở đâu? Gặp gỡ ở chỗ cái bãi đậu xe sát bên cái hồ đó đó. Và hãy nhớ đem theo giày tốt. Hus, nó từ cái động từ ohuskera. Ohuska, to remember. Thì bây giờ đổi qua mình lệnh cắt thì nó sẽ là husk. Hãy nhớ, remember. Hãy nhớ đem theo gua school. Gu là số ít, gua là số nhiều. Chữ school này số ít số nhiều nó không thay đổi nha, nó giống chữ huge vậy đó, đơn âm. Khi đổi qua số nhiều thì nó vẫn vậy. Cho nên khi mà mình nhìn chữ school này nè, mình có thể mình thắc mắc không biết là giày này là số nhiều hay số ít, thì mình hãy nhìn vào cái tính từ nó kèm theo thì mình sẽ thấy là nó có chữ e này, có nghĩa là cái danh từ này đang ở thì số nhiều nha các bạn. Danh từ này thì số nhiều, mình có thể mình suy luận ra như thế. Tại vì tại sao giày nó luôn luôn ở số nhiều?
Tại vì giày thường thường người ta luôn luôn là có hai chiếc nha, thường đôi với nhau. Hoặc là mình nói về đũa cũng vậy, đũa cũng phải có đôi. Cho nên có những cái mà lúc nào cũng phải có đôi có cặp đó, thì thường thường người ta luôn luôn dùng ở thì số nhiều nha. Cái đó khỏi cần thắc mắc. Dùng một đôi đũa, một đôi dép, một đôi giày, một đôi bông tai, ví dụ như vậy, thì luôn luôn nó ở thì số nhiều. Ok, rồi bây giờ phía bên tay trái mình có những cái câu hỏi các bạn có thể đọc và trả lời nhé. Và adere interesse y, tức là các bạn thì thú vị, ham thích cái điều gì trong những cái điều dưới đây nha. What are you interesting in? Thí dụ như là sport là thể thao, music là âm nhạc, sắc là đánh cờ, sắc. Sắc là cờ nha các bạn. Cờ đây ví dụ như là cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa, vân vân nhé. Thì khi mà mình nói mình chơi cờ đó là spin le sắc nha các bạn. Mình dùng cái động từ au spin le sắc là chơi cờ nha. Ở đây thường thường cờ người ta hay nói tới cờ vua nhiều hơn. Việt Nam mình thì lại hay chơi cờ tướng. Các bạn còn nhỏ thì hay chơi cờ cá ngựa, ví dụ như vậy. Sắc. Phù lê có nghĩa là những cái con chim. Ơ là bia. Các bạn có thích thú trong cái lĩnh vực đó không? Về bia, ví dụ vậy. Tức là lập một cái câu lạc bộ uống bia, ví dụ vậy. Cứ tối cuối tuần là đi thả dàn đi uống bia, kéo nhau đi thử hết bia này bia kia, ví dụ vậy. Rồi dance là dancing đó các bạn, là nhảy nhót nhá. Politics là về chính trị. Các bạn có interesting in chính trị hay không? Sốp, sốp là nấm. Sốp là nấm, là danh từ chung nha, champion đó. Sốp có nghĩa là nấm, nấm thì có rất là nhiều loại, và có nấm độc, rồi nấm để mà ăn được, đủ thứ hết nha. Sốp, thì ở đây cũng có những cái hiệp hội, tại vì tới mùa thu người ta hay vào rừng hái nấm lắm, thì người ta lập ra những cái hiệp hội, những cái người mà yêu thích về nấm, hoặc là những cái người quan tâm về nấm. Thì ở đó mình sẽ có những cái người chuyên môn ha, mình hái nấm về một rổ, ví dụ vậy, mình sẽ đem tới chỗ đó. Rồi người ta sẽ phân tích cho mình, ồ nấm này ăn được, nấm này độc, nấm này bỏ đi, vân 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 vân. Rồi người ta cho mình thêm kiến thức, hoặc là cái nấm này các bạn muốn tìm thì tới khu nào nó có, hoặc là tìm nó như thế nào nhé, ví dụ như vậy, hoặc là sấy khô nó như thế nào, vân vân. Dẹp và arabai tức là cái công việc hỗ trợ hoặc là giúp đỡ nhé. Dẹp là to help á, arabai là công việc hỗ trợ. Ví dụ như là mình vào những cái hội đoàn hỗ trợ giúp đỡ gì đó, ví dụ như là đi hỗ trợ giúp đỡ những người già, những người tàn tật, vân vân nhé. Nature có nghĩa là thiên nhiên, nature. Bạn có yêu thích thiên nhiên hay không? Mart có nghĩa là ẩm thực. Theatre là theater, có nghĩa là về kịch nghệ. Sang có nghĩa là về hát hò nhé. Sang là bài hát đó, nhưng mà ở đây mình hiểu theo cái nghĩa là hát hò, thích về âm nhạc, rồi thích về sáng tác nhạc, vân vân nhé. Thì nó ở chỗ cái chữ sang này. Rồi, người ta yêu cầu gì? Check, có nghĩa là hãy kiểm tra. Club of Foreign nghĩa là những cái hiệp hội và những cái câu lạc bộ. Các bạn hãy kiểm tra. Ở đây kiểm tra có nghĩa là hãy hãy tìm tòi nhé, chứ không phải là tới mình control người ta. Cái chữ check này không có nghĩa là control người ta. Không có nghĩa là kiểm tra, mà mình gọi là hãy hãy rà soát, đại khái vậy nhé. Tìm những cái câu lạc bộ và những cái hiệp hội ở trong cái local community của các bạn, ở trong những cái môi trường địa phương của các bạn. Fitness there and group for day. Ở đây là fitness there, là các bạn có tìm thấy được một cái câu lạc bộ nào cho mình không, cho chính bản thân bạn không? Fitness there and group for day. Ở động từ của tiếng Na Uy nó có một cái dạng động từ nữa, nó kết thúc bằng chữ S. Mình đã từng học qua chữ sinnes rồi, đúng không? Osines, trives. Những cái động từ này không nhiều đâu các bạn. Thầy nghĩ chắc cỡ chừng những cái động từ mà nó kết thúc bằng chữ S nha. Và khi mà đổi qua hiện tại nó vẫn giữ nguyên như vậy. Khi đổi qua hiện tại
vasinesdu, trivesdu, vân vân nha. Rồi nó có động từ ofines nữa. Rồi nhiều lắm. Rồi có một cái số những cái động từ khác. Người ta cũng có thể, thí dụ là otrefa, thì nói ví dụ như vậy. Otrefa là gặp gỡ đúng không? Thì cũng có thể đổi qua, nó thành trefes ở thì hiện tại. Tức là thêm s vào. Các bạn để ý cái này nha. Đây là một cái dạng khác. Khi mà nói tới những cái động từ ở cái thế, mình gọi là cái thế bị động đó. Tất nhiên là động từ là những cái từ để mà diễn tả về những cái hành động, những cái việc làm, những cái gì nó đang xảy ra đúng không? Thì thường là những cái công việc đó là thường là nó chủ động. Ví dụ là tôi đi chợ, cái hành động mình đi, đó là mình chủ động mình đi. Tôi lái xe, cái chữ lái đó, đúng không? Drive đó, nó cũng đang là mình chủ động mình làm. Nhưng mà cũng có những cái động từ, nó sẽ diễn tả những cái gì đó, nó ở cái thế thụ động. Ví dụ là tôi bị bắt, tôi bị nhốt, tôi bị cái gì đó. Trong tiếng Việt mình hay dùng cái chữ bị ha, để mà diễn tả một cái việc gì đó nó đang diễn ra nhưng mà ở một cái thế thụ động. Tôi là tôi bị trói lại, tôi bị nó nhốt, tôi bị hãm hiếp, tôi bị gì đó vân 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 vân. Tiếng Việt mình hay dùng chữ bị. Thì tương tự như vậy trong tiếng Na Uy, nó có cái hình thức này, tức là những cái động từ có chữ s ở sau cùng, nó diễn tả cái trạng thái gọi là bị động trong cái trường hợp này. Thí dụ như là otrefa là mình chủ động mình đi gặp gỡ ai đó nha. Trefes có nghĩa là diễn tả một cái cuộc gặp gỡ mà nó ở cái thế bị động, thí dụ tình cờ ra ngoài đường gặp lại đôi mắt người xưa, ví dụ vậy, gặp cô ấy đi cùng chiều, hai mắt nhìn nhau không nói nên lời, ví dụ vậy. Các bạn hiểu không nè? Hoặc là mertes ha. Hoặc là cái chữ mình học thí dụ vices đúng không? Khi mà mình chào tạm biệt đó, see you again đó, các bạn nhớ không? This is, các bạn nhớ không? Thì nó cũng sẽ diễn tả một cái thế là bị động, tức là mình hẹn gặp lại. Có thể gặp lại nó là một cái sự tình cờ, không hẹn trước. Chủ, bây giờ mình hẹn với người ta, ngày mai mình gặp nhau lúc 8 giờ sáng ngày mai nha. Đó là mình chủ động, mình gặp gỡ. Nhưng mà ngày mai có nghĩa là see you again, tức là mình không có hứa hẹn một cái điều gì hết. Mình chỉ mong muốn mình gặp lại người ta thôi. Và không biết cụ thể là lúc nào, các bạn hiểu không? Thì tình cờ một ngày nào đó, có thể là ngày mai, có thể là năm sau, có thể là 10 năm nữa mình mới gặp lại người ấy. Thì tình cờ hai người gặp nhau ngoài đường thôi. Tức là không có một cái cuộc hẹn hò cụ thể. Các bạn hiểu chưa nào? See you again, nó là một cái cuộc hẹn hò, hẹn gặp ao ước thôi. Cho nên nó ở một cái thế bị động. Tức là gặp cũng được mà không gặp cũng sao. Mình không cụ thể giờ giấc, đúng không? See you again. Nếu tình cờ tôi gặp lại bạn thì vui thôi. Ok, tôi ao ước điều đó. Cho nên nó có cái loại động từ là vậy, đúng không? Động từ to see, ví dụ vậy. We says có nghĩa là hẹn gặp lại. Rồi cái chữ sinness, tại sao nó cũng thuộc ở trong cái dạng bị động luôn? Tại vì nó là khi mình hỏi về một cái quan điểm của một người nào đó, bạn nghĩ gì về vấn đề này, vấn đề kia, và sinness do. Hiểu không? Thì người ta cũng ở trong một cái thế bị động. Có những cái mình không thấy được. Em hiểu không? Thí dụ như là mình đi, mình lái xe, mình quýnh nhau, thì rõ ràng là mắt mình sẽ nhìn thấy người kia đang lái xe, hoặc là hai cái chân đang đi thế này thế kia. Nhưng mà trong cái tư tưởng của mình, thì thí dụ như là Quỳnh Anh thí dụ đang nhìn thầy, đúng không? Thầy đang nghĩ cái gì trong đầu, Quỳnh Anh đâu có thấy được. Thì thành ra nó ở một cái thế bị động. Nhá. Hoặc là cái chữ trivest, tức là mình enjoy cái cuộc đời của mình, cuộc sống của mình ở Na Uy hay không, mình có trivest ở trong cái môi trường này không. Thí dụ là bố mẹ gửi bạn bạn Tracy đi và trong một cái ký túc xá ở chung với các bạn bè, bố mẹ mới hỏi sao rồi con ở trong đó, cái môi trường trong đó được không, con có cảm thấy yêu thích sống chung với các bạn không, thì Tracy sẽ trả lời trivest có nghĩa là con rất là yêu thích các bạn, rất là hiền lành, nghe lời con thế này kia, con sai gì nó cũng làm, ví dụ vậy, rất là thích ha, nó có gì nó cũng cho con ăn, ví dụ vậy. Thì giá trị best, các bạn hiểu không? Thì nó diễn tả một cái cảm tưởng, nó là một cái feeling, nó là một cái cảm nhận mà mắt thường không nhìn thấy được, các bạn hiểu không nè? Nó không có cụ thể, nó là một cái động từ rất là trừu tượng nha, nó khái quát, nó không có cụ thể lắm. Chủ mình đi hoặc là mình đang làm bánh thì thấy tay đang nhồi 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 đúng không, hoặc là đang nấu nướng đúng không,
ví dụ vậy, nhìn thấy nó đang nấu nướng hoặc là đang hát, nghe cái giọng nó do re mi fa sol, ví dụ vậy, học đang đánh đàn đúng không, hai tay lượn trên cái đàn piano, nó là những cái mình mắt mình nhìn thấy được một cái hành động cụ thể. Nhưng mà cũng có những cái nó thuộc về hành động nhé, yeah, nhưng mà nó rất là trừu tượng, ví dụ cái chữ synesthesis hoặc là vices, ví dụ vậy, nó cũng rất là trừu tượng, nhìn thấy nhau, yeah, chúng ta hẹn gặp lại đúng không, tiếng Việt gọi là gặp, nhưng mà thật sự trong tiếng Na Uy nó gọi là xe, có nghĩa là nhìn thấy nhau, các bạn hiểu không nè? Nhưng mà tất nhiên trong tiếng Việt mình sẽ là hẹn gặp lại chứ không có hẹn nhìn thấy nhau đấy, mình dịch là gặp lại, nhưng mà thật sự nó là sex. Rồi thí dụ như là mơ test, thí dụ như là thầy hay hẹn các bạn đó, ok chủ nhật này mình sẽ gặp gỡ nhau ở trong cái lớp học này nhé, vì mơ test, các bạn hiểu không, có nghĩa là chúng ta sẽ kiểu như là sẽ gặp gỡ lại với nhau nha, thì nó là một cái gì đó, mơ test cũng vậy, nó cũng là một cái hình thức trừu tượng, nó sẽ xảy ra nha, chúng ta hẹn hò với nhau sẽ gặp gỡ lại nhau. Rồi otrefest cũng vậy ha, thí dụ như là mình bị động mà mình gặp nhau, thí dụ mình trefe nhau đi, ok mình hẹn hò với nhau, ngày mai mình hẹn hò nhau ở trước Oslo City, một cái trung tâm thương mại nha, lúc 5 giờ chiều ngày mai là trefe, hoặc là tôi gặp gỡ cô ấy ở ngoài đường, giấy trefe hẹn nè. Nhưng mà khi mà mình hẹn hò với ai đó, vi trefe có nghĩa là chúng ta sẽ gặp gỡ lại với nhau nha, chúng ta sẽ đụng mặt nhau nha, chạm mặt nhau một lần nữa nha, ví dụ vậy. Các bạn hiểu không? Thì nó là một cái gì đó, nó là một cái sự hẹn hò ở một cái thế bị động nha. Hoặc là mình hẹn hò gì đó mà chưa chắc xảy ra, tại vì nhiều khi tới giờ đó người kia không tới, người kia né tránh mình không tới. Các bạn hiểu chưa nè? Nó không có tính cách đòi buộc, bắt buộc. Các bạn hiểu chưa nè? Thì ở trong những cái trường hợp này người ta sẽ thêm S vào sau cái động từ. Ok nhé. Có dịp khác mình sẽ gặp những cái từ cụ thể như vậy, thầy sẽ nhắc lại một lần nữa, cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho các bạn nhớ. Nhưng mà hôm nay mình bắt đầu mình vào cái khái niệm về cái động từ thêm S. Các bạn nhớ nhé. Thì ở đây là finesse de englobe for by, tức là có tìm ra được nha, ở một cái thế bị động. Tức là thay vì mình nói là giấy finesse, giấy finesse, tôi đang tìm một cái điều gì đó. Nhưng mà ở đây mình thấy nó dùng cái chữ de, tức là ít đúng không? De finesse. Tại sao chỗ này nó ở bị động? Khi mà cái chủ thể là con người, nó sẽ đi kèm vào một cái hành động, thì nó rất là cụ thể. Tôi đang tìm, tôi đang mua, tôi đang nấu ăn, vân vân, đúng không? Nhá. Nhưng mà ở đây là nó đây là một cái danh từ trừu tượng nhá, một cái chủ ngữ trừu tượng, nó không phải là người, thì làm sao nó tìm được? Thí dụ mình nói cái chữ nó này nè, nó là một cái con chó, một con mèo, nó đang tìm cái khúc xương, ví dụ vậy, thì ok. Còn cái chữ de này nè, nó là ít thôi, nó chưa hẳn nó là một con chó, con mèo hay cái gì cả, tại vì trước đó mình chưa biết có một cái câu nào đằng trước để diễn tả cái chữ de này thay thế cho cái gì. Các bạn hiểu chưa nè? Thí dụ ở đằng trước có nói là nhà tôi có nuôi một con chó nha, và nó đang tìm một cái khúc xương, ví dụ vậy, thì mình hiểu cái chữ de này thay cho cái chữ con chó. Các bạn hiểu chưa nè? Thì lúc đó cái chữ finne này nó phải là động từ ở thể bình thường, tức là er, con chó đang tìm cái khúc xương, đúng không nè? Tại vì con chó nó cũng là một cái sinh vật, nó có cái sự sống, các bạn hiểu chưa nè? Và nó có thể đi tìm một cái khúc xương, cũng giống như con người đang đi tìm một cái khúc xương, các bạn hiểu chưa nè? Thì nó là động từ bình thường. Nhưng mà khi mà trước nó không có giới thiệu gì hết, thì cái chữ de này nó chỉ có nghĩa là nó mà thôi, giống như là it is nhá, chứ chưa hẳn là một con vật hoặc là nói về người gì cả. Thì bây giờ khi mà nói về nó là một cái điều không thể tưởng tượng được, nó là một cái điều rất là xấu, ví dụ như vậy. Thì nó ở đây là nói về một cái chủ thể, nhưng mà nó nói về một cái gì đó trừu tượng, để có một cái đại từ nhân xưng ở đây thôi, để có một cái chủ từ để mà cho một cái câu về mặt văn phạm thôi, các bạn hiểu không? Cho nên nó ở đây không phải là người, nó ở đây cũng không phải là một cái con thú. Vậy thì làm sao nó tìm được cái gì? Các bạn hiểu chưa? Thì bởi vậy cho nên cái chữ động từ tiếp theo nó sẽ là
finesse hay là vì ofina. Da finesse. Thì trong cái câu này, trong nếu mà chuyển qua tiếng Việt, mình có thể mình dịch là được tìm thấy, nó được tìm thấy nhá, nó được tìm thấy, hoặc có cái gì đó không, có tìm ra cái gì đó không nhá. Thì ở trong này là finesse den nuan club bet, có một cái các bạn có tìm được. Thay vì thật sự cái câu này đó là finedu nhá, bạn có tìm được cái gì đó không nhá, nhưng mà người ta không muốn nhắc tới cái chữ du này, người ta không muốn nhắc tới cái chữ bạn này, người ta chỉ muốn để trống trống thôi. Có một cái thí dụ như là mình vào trong một cái tiệm quần áo, thay vì mình hỏi bạn có cái áo nào thích hợp cho tôi không để đi ăn tiệc nhá, thí dụ một cái câu rất là bình thường, ở trong tiệm này có cái áo nào hợp cho tôi, bạn có cái áo nào không, bạn có cái áo nào không, nhưng mà thí dụ mình không muốn dùng cái chữ bạn có cái áo nào không, thí dụ mình ngại, mình không biết tuổi tác ta, mình không biết nên xưng bạn hay là xưng bác hay là xưng cháu nhá, ví dụ vậy. Mình vô mình gặp một cái cô bé nha, mình không rõ tuổi người ta lắm, bây giờ mình nói em ơi thì người ta sẽ chửi mình, bạn nghĩ bạn bao nhiêu tuổi mà bạn gọi tôi là em, đúng không, ví dụ như vậy. Có những cái trường hợp rất là khó xử, thì thay vì mình dùng cái chủ từ là bạn hoặc là cô ơi hoặc là chị ơi hoặc là em gái ơi, thì mình cũng có thể mình hỏi trống trống, trong tiệm có cái đồ nào hợp với tôi không vậy, các bạn hiểu không, có cái đồ nào hợp với tôi không vậy, hiểu chưa nè. Thì trong trường hợp này mình sẽ dùng cái chữ finesse there, các bạn hiểu chưa nè, tức là mình không có dùng cái đại từ nhân xưng chỉ về người nữa. Ví dụ chị ơi, trong tiệm này có cái bộ quần áo nào hợp với em không vậy, thì mình sẽ hỏi trống trống thôi, ở đây có cái nào hợp với tôi không, có bộ quần áo nào hợp với tôi không, các bạn hiểu chưa nè. Thì ở đây thiếu cái chủ từ là dây đu đề ra hoặc là hương hoặc là han, thì người ta sẽ dùng cái chữ đe cho nó đầy đủ về mặt ngữ pháp, về mặt văn phạm, nó phải có một cái chủ từ, một cái subject, các bạn hiểu chưa nè. Mà đồng thời cái động từ nó sẽ ở một cái thế bị động, tức là có cái gì đó không, có hay không, các bạn hiểu chưa nè. Đại khái như vậy. Finesse there có nghĩa là ở đây có cái đó không, có tìm được cái đó không nha, mình gọi là tìm được đó, có tìm được cái đó không, ở đây tôi có thể tìm được vàng không, ở đây tôi có thể tìm được cái món này món kia không nha, thì mình hỏi là finesse there, các bạn nắm được chưa nè. Ok, đó là xong trang 108. Các bạn có thắc mắc gì về trang 108 không? Trang này ít chữ mà anh giải thích nhiều hay thế. Giải thích nhiều để cho các bạn hiểu thôi. Nhưng mà mình sẽ lặp lại nhiều lần khác nữa nha các bạn. Em vẫn thắc mắc cái động từ có chữ S mà hôm nay mới hiểu đó. Đây, đó. Thì thường nó diễn tả một cái thái bị động nhé. Và cũng có những cái như những cái động từ nó chỉ về một cái hành động gì đó, nó trừu tượng mà mắt mình không nhìn thấy được, khó cảm nhận được ha. Thì dụ nói về cái quan điểm của mình hoặc là bạn nghĩ sao vân 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 vân, thì người ta sẽ dùng những cái động từ đặc biệt đó, gọi là động từ có S. Thầy nhớ là hình như có cỡ chừng 9-10 cái động từ có kết thúc bằng S đó. Rồi ngoài ra thì những cái động từ khác cũng có thể chuyển qua bằng cái hình thức thêm S, ví dụ otrefe hay là trefes hoặc là omerta, gọi là mertes, ví dụ vậy. Khi mà mình nói về một cái việc gì đó nó ở cái thế bị động, tình cờ mà gặp lại nhau, ví dụ như vậy nha. Ok ha. Mình đi tiếp qua trang 109. Anh ơi, em hỏi chút xíu đi anh. Rồi, nói đi. Em hỏi cái chủ ngữ de đó, thì de là chủ ngữ giả hay là, tại vì em cứ hay thấy là nhiều câu người ta dùng de làm chủ ngữ luôn á. Nãy anh cũng có nói sơ qua rồi đó, khi mà cái chữ de đó nó đi tiếp theo bởi một cái câu trước thì nó sẽ là thay thế cho cái điều mà mình đã báo trước, thì nó sẽ là thuộc cái dạng mình gọi là best time form đó. Ví dụ tôi có một căn nhà nó trị giá 1 triệu đô, ví dụ vậy, thì cái chữ nó ở đây là nó sẽ thay thế cho cái chữ the house, các bạn hiểu không? Thay vì tôi có một căn nhà chấm căn nhà đó trị giá 1 triệu đô, thì cái chữ căn nhà cứ lặp lại hoài thì nó không hay lắm, cho nên người ta sẽ dùng cái chữ nó ở trong trường hợp này. Tôi có một căn nhà chấm nó trị giá 1 triệu đô, thì cái chữ nó sẽ đại diện cho cái the house, cho căn nhà, các bạn hiểu chưa nè. Nhưng mà đặt trong những cái trường hợp
cái câu đầu tiên nó đã bắt đầu dùng chữ there rồi, có nghĩa là it is hoặc là there is trong tiếng Anh, giống như là thí dụ như là cái chữ there are. Thí dụ bắt đầu vô một câu đã là there are so that, that, ví dụ vậy, có nghĩa là giống trong tiếng Anh mình nói là it is, nó là ngày chủ nhật, hôm nay là ngày chủ nhật, các bạn nhớ chưa? Hoặc là cũng có thể nó bắt đầu there are two personnel trong một cái căn phòng đó, thì ở đây cái chữ there are nó lại có nghĩa là there are hoặc là there is, các bạn nhớ không? Tức là có thì thường mình hiểu ra có bao nhiêu người, có hai người trong cái căn phòng đó nhá. Cho nên cái chữ there đó, thứ nhất đó là nó, nếu mà nó liên quan tới một cái câu trước đó thì nó sẽ là cái đại từ nhá, chủ từ để mà thay thế cho cái danh từ trước đó nhá. Hoặc là cũng có thể nó sẽ là then, thấy không? Chứ tôi có một quyển sách, they have a book, nó là em book, nó là Hằng Xuân đúng không? Hoặc là Huỳnh Xuân, thì người ta chấm nó sẽ là then a gì đó. Thì cái này thì quá dễ giải rồi nha, mình đọc là mình hiểu liền, nó liên quan tới cái câu trước. Hoặc là tôi có một cái excuse, nó là intention, thì bắt buộc chỗ này nó sẽ là there are, nó thì trị giá bao nhiêu 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 đó, $1,000, ví dụ vậy. Các bạn hiểu chưa nào? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nó sẽ là cái chủ từ ở trong cái bảng gọi là pronomen đó, they, do, han, hun, there. Các bạn nhớ chưa? Then hoặc là there. Thì nó sẽ có nghĩa là it is ở trong tiếng Anh. It is. Khi mà mình giới thiệu về một cái điều gì đó, khi mình muốn định nghĩa về một cái điều gì đó. Thí dụ mình nói there are net. Nó thì rất là dễ dàng. It is easy. Nhá. Và một cái trường hợp thứ ba nữa dùng trong chữ there. Nếu mà trước đó không có một cái câu gì trước và nó cũng không có để mà thay thế cho cái danh từ anh ơi, em dừng chút xíu. Trường hợp thứ hai là mình tất cả mình dùng there luôn, mình không chia từ there này thành Hằng Xuân, Huỳnh Xuân đúng không anh? Tại vì mình không, đâu không biết giới tính đó đâu. Đúng rồi, và nó chỉ dùng chữ there, và trong trường hợp này nó là it, nó có nghĩa là it nha. Nó chỉ có một chữ there thôi, mình không có dùng chữ then a xuân đắc được nha, chỉ có there a xuân đắc thôi, thì nó có nghĩa là it is. Cái chữ it á, tự nó đã là intention rồi, không có phân biệt được là giới tính nào hết nha, cho nên người ta quy định với nhau dùng chữ there trong trường hợp này, it is. Và trường hợp thứ ba thì nó có nghĩa là mình cho biết về cái sự hiện hữu gì đó nha, có bao nhiêu cái gì, có bao nhiêu cái gì, có bao nhiêu cái nhà, có bao nhiêu cư dân sống ở trong cái tòa nhà này, có bao nhiêu ký seri ở trong cái tiệm đó vân vân, có bao nhiêu cái bánh bông lan, ví dụ vậy, thì người ta sẽ dùng chữ there chứ cũng không có dùng chữ then a nha các bạn nha. Thì nó có nghĩa là there are hoặc là there is, tùy theo số nhiều hay số ít nha. Thì nó có ba trường hợp như vậy dùng với chữ there. Rồi sẽ còn có nhiều trường hợp khác nữa mà từ từ đi, mình đụng chuyện rồi mình sẽ nói tới. Tạm thời các bạn chỉ biết ba trường hợp này dùng với chữ there. Ok nhá. À, có ý kiến chút anh. Rồi. À, cái câu Phinedes and look for day á, mình nghĩ nó là cái câu do Phinedes and look for day, chữ there ở đây giống như là cái từ xác định, giống như chữ Denne Jopper for Sovat ở trên chứ. Chữ there đây mà là chữ từ mà từ xác định đúng không? Nó sẽ dư ra. Nó là như vậy. Thí dụ bây giờ mình dùng cái chủ từ là tôi hoặc là bạn đi ha. Do Phinedes, đúng không? Yeah. Nếu mà mình muốn dùng bình thường như vậy thì tất nhiên là sẽ không dùng chữ S được nha. Nha. Tại vì ở đây là một cái chủ thể thì tất nhiên là bạn đi tìm thì phải dùng cái bạn đang tìm nha. Rồi bây giờ nếu mà có chữ đe hoặc là chữ đen ở đây, ok. Nó cũng hợp về vấn đề văn phạm. Nhưng mà cái chữ đe hoặc là chữ đen đây nè, bắt buộc nó phải là thay thế cho một cái danh từ gì đó trước đó. Thí dụ như là trong cái thư viện này của tôi có những cái quyển sách bằng tiếng Việt. Thí dụ trong thư viện Dasman ở Oslo có những cái quyển sách bằng tiếng Việt, và bạn có thể tìm thấy chúng
bạn có thể tìm thấy nó ở tầng 2. Các bạn hiểu chưa? Thì cái chữ đe này bắt buộc là nó phải là đại diện, nó thay thế cho một cái danh từ nào trước nó. Chứ trong một câu á, không thể nào có hai cái chủ từ được. Nha. Thì cái này nó sẽ là object, tức là túc từ. Nha. Chủ từ luôn luôn phải là người. Nha. Chủ từ luôn luôn là người, ưu tiên là người trước. Nha. Là chủ từ luôn luôn phải là người trước. Và hiểu, tất cả những cái này ở chỗ này nó sẽ không phải là chủ từ nữa. Tại vì không có hai cái chủ từ trong này. Thì nó sẽ là object. Và khi mà nó object đó, tức là túc từ đó, nó bổ nghĩa cho cái câu này để rõ nghĩa hơn. Thì nó bổ nghĩa có nghĩa là gì? Nó phải cho mình hiểu được cái này là mình đang muốn ám chỉ cái gì. Nó mới làm sáng tỏ cái nghĩa. Thì cái này là cái gì? Nó là cái gì? Vẫn mông lung quá. Thì nó phải là một cái gì đó trước đó người ta đã giới thiệu rồi. Nhá. Thí dụ như là tôi có một căn nhà. Tôi có một căn nhà và bạn có thể tìm thấy nó nha, ở trên cái Google Maps. Ví dụ vậy. Hiểu chưa nè? Và khi đã có cái chữ đe hoặc chữ đem hoặc là chữ đem này rồi đó, thì nó đã là túc từ rồi. Thì không thể nào có thêm một cái chữ gọi là encrypt ở đây được. Cái chữ encrypt này nè, thật sự đó, đáng lẽ là nó phải nằm ở đằng trước này. Nha. Cho nên không thể nào cùng một lúc có hai cái như vậy được. À, ý làm nói là cái dead đó là chữ đe đó, có nghĩa là đó tôi không tìm thấy được một cái câu ngọc bộ đó à, giống như chữ đèn ne, đèn ne giúp ta, đèn ne giúp ta là cái công việc này sẽ không dùng được chữ đe mà phải dùng chữ đen, tại vì nó là end club. Thí dụ đen club bên thì được, bạn tìm cái câu lạc bộ đó nha. Thì trong trường hợp này thì cái chữ đe hoặc là chữ đen nó sẽ đi theo cái danh từ này là Hành Xuân hay Huyền Xuân nha. Chủ đe hiểu sao? Ví dụ vậy. Thì tất nhiên và khi đó thì cái này nó phải thuộc là best time form thì nó mới có chữ đe và chữ đen đằng trước. Và nó là đi chung với nhau, không thể tách ra được. Nó quá sổ chỗ này. Lắm nhá. Yeah, ok. Lắm được chưa? Trong trường hợp này thì được. Tức là mình có thể mình dùng chữ đe hoặc là chữ đen, tùy thuộc vào cái giới tính của cái danh từ tiếp theo của nó. Nha. Nhưng mà trong cái câu hỏi ở trong cái cuốn sách Finet the End Club có nghĩa là không có nêu lên một cái câu lạc bộ nào cụ thể hết. Một cái câu lạc bộ nào đó bất kỳ nha. Đây là mình nói chung chung. Khi nào mà club bên thì nó lại là cái xác định rồi. Ví dụ câu lạc bộ bóng bàn. À, bạn sẽ tìm thấy cái câu lạc bộ đó ở trên cuốn danh bạ điện thoại. Ví dụ như vậy. Ha. Thì trước đó người ta cũng phải đến báo trước nó rồi, ở đằng trước nó. Chủ như là ở Na Uy cũng có những cái câu lạc bộ bóng bàn và bạn có thể tìm thấy cái câu lạc bộ đó, ví dụ vậy, ở trong cái cuốn danh bạ điện thoại. Lâm hiểu chỗ này chưa? Khi mà mình dùng cái best time form này nè, nó ở cái dạng khá đặc biệt, tức là trước đó mình đã phải báo trước nó rồi, thì cái này mình mới dùng ở cái thể đặc biệt được nha. Và cái này nó là xác định và nó chỉ định luôn nha. Cái câu lạc bộ đó đó nha. Thì nếu mà không có chữ đen đó thì nó có nghĩa là cái câu lạc bộ. Mà khi mà nó có cái chữ đen vô rồi đó, tức là nó xác định luôn cụ thể là cái câu lạc bộ đó đó. Và cái câu lạc bộ đó là cái câu lạc bộ gì thì mình tìm thấy nó ở đằng trước này. Đã báo trước. Nha Lâm nha. Thì nãy giờ anh cũng phân tích hai trường hợp. Thứ nhất là dufin nade thì nó phải là túc từ nếu mà nó đứng một mình. Còn nếu mà nó đã kèm theo một cái danh từ gì đó và nó kèm theo để mà nó chỉ cái tình trạng ngữ pháp đó là ở thể xác định đó thì nó phải đi chung với nhau và nó là đe hoặc là đen hoặc là chữ đi, nó sẽ tùy thuộc vào trong cái danh từ này nha, ở giống được giống cái, số ít hay số nhiều. Rồi ok nha các bạn. Yeah. Các bạn có thắc mắc gì nữa không?